Alo. Các vị có nghe rồi, nghe rõ là được rồi. Sáng nay chúng ta tiếp tục cái phần lý thuyết của pháp môn tâm quán niệm xứ, của cái đề mục tâm quán. Hôm trước chúng ta đã học cái thọ quán, thì bắt đầu từ hôm qua chúng ta học qua cái thân quán, qua cái thọ, qua cái tâm quán. Và giữa cái thân quán và tâm quán nó có một cái mối quan hệ rất là chặt chẽ, rất là chặt chẽ, không có tách rời nhau được. Và chính hai cái đề mục thân quán và xin lỗi, đề mục thọ quán và tâm quán này nó là nền tảng cho cái pháp quán. Mặc dù á, là cái pháp quán niệm xứ thì nó bao gồm cả ba cái niệm xứ kia, nhưng mà đặc biệt á, là cái thọ và cái tâm quán. Người có trí tuệ theo cái tinh thần Phật pháp á, thì chắc chắn phải thấy rằng tam giới này là một cõi khổ, và sự có mặt trong đó là một hành trình sống khổ. Cái cứu cánh cao nhất của Phật giáo là quả vị La Hán. Và nên nhớ rằng chư Phật cũng là những vị La Hán. Có một điều là các ngài tự ngộ, không có cần thầy, và có khả năng làm thầy cho người khác. Đã không cần thầy mà lại có khả năng làm thầy cho người khác, cũng chứng ngộ La Hán như mình vậy đó. Còn các vị độc giác thì tự ngộ nhưng mà không có khả năng giúp đỡ người khác trở thành La Hán như mình. Thính văn giác thì phải có thầy mới chứng được, nhưng mà chứng xong rồi đó thì do cái kỹ thuật mình học được từ bổn sư thì mình cũng có thể giúp cho người khác đắc chứng giống như mình. Chúng ta có thể nói rằng cái khoảng cách giữa phàm phu á, mà qua cái quả vị thánh nhân đầu tiên á, là Tu Đà Quờn thì nó rất là xa. Còn cái khoảng cách từ cái quả vị đầu tiên là Tu Đà Quờn lên A-la-hán á, thì rất là gần. Gần là vì sao? Là vì một vị Tu Đà Quờn mà có chậm nhất đi nữa đó thì cũng 7 kiếp là phải trở thành La Hán. Nhưng mà một người phàm phu mà muốn trở thành Tu Đà Quờn ấy, thì thời gian đó là hoàn toàn bất định, có thể là mấy trăm ngàn triệu tỷ ức A Tăng Kỳ. Cho nên cái quan trọng nhất là cái giai đoạn từ phàm mà qua sơ quả. Giai đoạn rất là khó. Bởi vì sao? Là vì chúng ta thấy rằng một cái người mà còn sống trong đời này bằng cái ý niệm thân kiến, có nghĩa là còn thấy rằng tôi là những cái thiện ác, tôi là những cái buồn vui, tôi tu tập, tôi có chánh niệm, tôi có trí tuệ, tôi thế này tôi thế khác, thì khi mà còn sống ở trong cái ý niệm đó đó, trong kinh điển gọi là ý niệm thanh kiến, thì cái dòng luân hồi nó không có điểm điểm dừng. Nhưng một người mà đã lìa bỏ được thanh kiến, biết rõ tất cả những niềm vui nỗi buồn, tất cả những thiện ác nhân quả, thì bản chất của nó là gì? Là tùy duyên mà có rồi phải mất. Thấy được như vậy bằng cái thánh trí đầu tiên thì mới là vị sơ quả Tu Đà Quờn. Thì cái hành trình tu tập tới niệm xứ chính là cái hành trình là từ phàm sang thánh. Mặc dù từ thánh thấp lên thánh cao nó cũng là một hành trình, nhưng mà có thể nói rằng cái giai đoạn đó mình không cần thiết nói tới, bởi vì nước đã vào máng xối rồi thì không còn đường đi nào khác, chỉ cái quan trọng nhất là từ phàm qua thánh. Cái tiêu chuẩn tối thiểu để chứng quả dự lưu sơ quả đó chính là chấm dứt hoàn toàn thân kiến, tức là không còn tiếp tục nhận thức sai lầm về quẩn xứ giới đế, để cho rằng có cái gì đó là tôi, của tôi. Như vậy muốn hết thân kiến phải có một cái nhìn đúng đắn về quẩn xứ giới đế, tức là có một cái nhìn đúng đắn về những gì mà xưa nay mình vẫn cứ cho là mình, là của mình. Tất cả thế giới và chúng sinh trong đời không nằm ngoài hai thứ danh sắc. Người không học lời Phật ấy, thì chỉ biết thế giới này qua cái vẻ ngoài của nó. Như là cái bản chất của thế giới này mình biết qua khoa học hoặc là qua những kiến thức dân gian. Rồi chúng ta phải bị ám ảnh liên tục trong vô số kiếp luân hồi,
bởi những cái hình dáng, rồi những cái màu sắc, rồi những khái niệm về không gian, là thời gian, rồi cùng là bao nhiêu thứ khái niệm áp đặt khác. Cái từ chuyên môn gọi kiểu hiểu biết đó, gọi là cái biết qua chế định, hay là cái biết qua thực tế. Cái biết của một người học Phật, tu Phật phải cao, phải sâu hơn vậy rất nhiều, bằng cách là xuyên qua cái lớp vỏ thực tế để hiểu được bốn vấn đề chân đế là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Phải hiểu đúng cái bản chất của thế giới. Thí dụ như chẳng hạn như về niết bàn chỉ có thánh nhân mới hiểu được, nhưng mà mình là phàm phu ít ra mình cũng phải có một cái khái niệm, đó là sự vắng mặt của phiền não, chính là niết bàn. Tối thiểu phải hiểu như vậy. Còn cái trạng thái thật sự ra sao đó thì là thánh mới hiểu, nhưng mà mình phàm phu ít ra mình cũng phải biết như vậy. Chứ còn mà mình hoàn toàn mù tịt về cái cứu cánh mà mình hướng đến thì chuyện hơi lạ. Mình đi phải biết mình đi đâu chứ, đi đâu. Ví dụ như bây giờ tôi muốn đi qua Nhật thì tôi chưa từng biết cái khí hậu, phong cảnh, con người, cái thức ăn, rồi văn hóa nghệ thuật gì của Nhật tôi không biết. Mà ít ra tôi phải biết Nhật là một cái đất nước văn minh ở châu Á. Nhật có bốn mùa, Nhật có nhiều hoa anh đào, Nhật có nhiều chùa chiền Phật giáo. Ít ra tôi phải biết như vậy. Chứ còn nói rằng chưa đi chưa biết thì kẻ quá. Trong cái phần hướng dẫn này đó thì chúng ta nhắm tới cái tầng thánh đầu tiên trong bốn tầng thánh là tu Đà, và cái con đường hành trì dẫn đến tầng thánh là cũng chỉ là trong trong cái bài này đó thì chúng ta nhắm tới hai niệm xứ, đó là thọ quán và tâm quán. Phần thọ quán học rồi, bây giờ nó là tâm tâm quán. Nói đến cái dòng luân hồi nói chung và nói đến cái đề mục tâm quán, thọ quán nói riêng, chúng ta không thể nào mà không nhắc đến cái hệ thống giáo lý duyên khởi, tức là duyên sinh, tức là thập nhị nhân duyên đó. Thức uẩn và thọ uẩn luôn đi chung với nhau, nên pháp tu tâm quán và thọ quán gần như là một. Tu cái này cũng gần như là tu cái kia cùng lúc. Và để hiểu được hai uẩn này thì không thể không nhắc đến giáo lý duyên khởi. Chẳng hạn như do dựa vào cái thần kinh thị giác và cảnh sắc mà nhận thức có mặt, ba cái thứ này cộng lại gọi là nhãn xúc. Tôi nói chậm lại nha, toàn bộ cái thế giới này nó không nằm ngoài con số 12, tức là sáu căn và sáu cảnh. Cho dù đó là mặt trời, mặt trăng, đại dương, núi cao, rừng sâu, sông ngòi, kinh rạch, vườn ruộng, con người, chim muông, nói chung thì cũng nằm trong trong con số 12 đó thôi, tức là sáu căn và sáu cảnh. Cho nên chúng ta phải nắm thật chắc, thật vững về cái con số 12 này. Tôi nhắc lại, do có cái thần kinh nhìn, thần kinh thị giác và cái cảnh sắc, tức là cái mà mắt mình thấy được đó, từ hình dáng tới màu sắc nói chung, thì do có cái thần kinh thị giác, do có cái cảnh sắc mà nhãn thức, tức là cái biết của con mắt nó mới có mặt. Mà ba cái thứ này cộng lại gọi là nhãn xúc. Do có nhãn xúc nó có nhãn thọ, từ cái nhãn thọ tức là cái cảm giác lúc mình nhìn á, nó mới có cái sắc ái, có nghĩa là nó mới có cái niềm đam mê ở trong cái hình ảnh hay là màu sắc hình dáng gì đó. Từ cái đam mê ở trong cái sắc ái, thinh ái vân vân thì nó mới có tứ thủ. Tứ thủ tức là tham ái và tà kiến. Từ cái tứ thủ á nó mới có hai hữu, có nghĩa là sanh hữu và nghiệp hữu. Sanh hữu nghiệp hữu tức là các nghiệp thiện ác nha, các nghiệp thiện ác, tức là vì còn có cái tà kiến, vì còn có tham ái, cho nên đó tôi mới có hai đường tôi đi. Một đó là tôi thích làm ác, tôi thích sát sanh, tôi thích trộm cắp, tôi thích làm chuyện bất thiện để mà rồi cái mai này tôi bị đọa. Hoặc là có một cách nữa là do còn có cái tham ái, còn có cái tà kiến, nhưng mà trình độ tôi nó khá hơn chút, cho nên tôi lánh ác làm thiện, nhưng mà với cái ý đó là mong được hưởng hưởng thụ ở cõi này cõi khác. Thì như vậy đó, cái do cái tà kiến và tham ái trong tứ thủ nó mới dẫn đến hai hữu, có nghĩa là cái hữu đầu tiên là nghiệp hữu, cái là nghiệp thiện ác, và thứ hai là sanh hữu, tức là cái tâm đầu thai được tạo ra từ nghiệp thiện ác. Từ có cái tâm đầu thai này nó mới dẫn đến cái chuyện đi tái sinh cảnh này cảnh nọ, và từ đó nó mới có là sầu bi khổ ưu não thương phải xa, ghét phải gần, muốn mà không được. Thì tất cả những cái khổ này nè, nó lại có từ cái chuyện mình có
mình tái sanh, do có sự tái sanh nó mới có mấy cái khổ đó. Đó là nói về về cái thần kinh thị giác, và đối với các cái căn còn lại cũng vậy, nhĩ tỷ thiệt thân ý cũng y chang như vậy. Chẳng hạn như mình nói về ý đi, thì do mình thích, mình chán dục cảnh dục mà mình thích tu thiền, cho nên mình mới chứng thiền, rồi từ đó mình mới đi về cõi phạm thiên, mình ở ở hết cái tuổi thọ trên đó, rồi mình lại rớt xuống cái cõi dục tiếp tục như cũ nha. Cái quẩn quanh như vậy, quẩn quanh như vậy. Tức là cái tâm mình thích cái gì thì mình hướng tới cái đó, hướng tới cái cảnh dục thì quẩn quanh trong cái cõi dục, thích trong cảnh thiền sắc thì mình quẩn quanh trong cái cõi thiền sắc, mà thích trong cái thiền vô sắc thì mình quẩn quanh trong cõi vô sắc. Nhưng cuối cùng khi mà hết tuổi thọ ở những cảnh giới đó rồi, chúng ta phải trở về cái đơn vị gốc, có nghĩa là cái cảnh giới thấp nhất đó là dục giới. Mà trong dục giới cái gì thấp nhất đó là bốn cõi khổ. Là vì sao vậy? Vì sao những cái này được gọi là đơn vị gốc, là bởi vì gốc này có nghĩa là chúng ta không cần cố gắng gì hết, là tự nhiên nó sẽ rớt ngay chốc, cho đó gọi là gốc. Còn những cái cõi mà nhân thiên thì phải có chút cố gắng mới được, cho nên nó không được gọi là gốc. Còn gốc có nghĩa là dầu muốn dầu không thì mình cũng chỉ cần mình lơ đến cái lọt trở về liền, đó gọi là gốc, nhớ nha. Một hành giả tu tập pháp môn tâm quán hay là thọ quán thì chỉ cần có chút kiến thức sơ đẳng về A Tỳ Đàm thì hoàn toàn có thể đọc hiểu được cái đoạn, hiểu được cái chánh tạng, cái đoạn chánh 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 văn kinh tứ niệm xứ ha, trong tâm tạng. Còn nếu mà không có một cái kiến thức tối thiểu về A Tỳ Đàm thì đọc cái chánh kinh tứ niệm xứ hơi khó, nếu không muốn nói là không hiểu. Nhờ có cái kiến thức A Tỳ Đàm thì chúng ta mới hiểu rõ về thức uẩn, về thọ uẩn. Thức uẩn là gì, gồm những gì, do nhân duyên nào mà có. Đối với thọ uẩn cũng vậy, với cái khả năng nhận thức này nè thì hành giả sẽ không có cách chi mà thấy được bất cứ cái gì mà có thể gắn liền với tôi và của tôi. Cái biết của sáu thức, cái sự có mặt của sáu xúc sáu thọ đều là nhờ dựa vào nhiều điều kiện nhân duyên mà có, và tất cả chỉ tồn tại trong mỗi cái nháy mắt rồi diệt đi. Hành giả cũng thấy rằng ba thọ khổ lạc xả đó, khi mà không được niệm và tuệ kiểm soát, sẽ trở thành điều kiện cho sáu ái có mặt. Có nghĩa là khi mình không sống, không có chánh niệm á, mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm cái gì đó, thì một là mình thích, hai là mình không thích. Mà không thích á, thì là tâm sân. Mình không thích là bắt đầu mình bất mãn. Và nếu mình thích á, thì là tâm tham. Như vậy thì đó là lý do mà vì sao mình thấy ở trong kinh tứ niệm xứ Đức Phật có nhắc đến hai cái chữ tham ưu. Ở đây vị tỳ kheo tinh cần tỉnh giác chánh niệm quán thân trên thân để diệt trừ tham ưu ở đời. Diệt trừ tham ưu có nghĩa là một là thích, hai là bất mãn, đó là tham và sân. Còn si ngài không có nhắc, là bởi vì sao? Là vì si nó luôn luôn nó đi kèm. Ở đâu có tham, ở đâu có sân là có si, nó tàn ẩn bên dưới, cho nên ngài có nhiều khi ngài không cần nhắc tới làm chi nha. Cho nên hành giả thấy rõ rằng ba thọ khi không được niệm và tuệ kiểm soát thì sẽ trở thành điều kiện cho sáu ái có mặt. Ái và kiến mạnh hơn một chút thì gọi là thủ. Từ tứ thủ mới có tam nghiệp thiện ác, đó là thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện, ý nghiệp bất thiện, hoặc là thân thiện nghiệp, khẩu thiện nghiệp và ý thiện nghiệp. Do có tam nghiệp thì mới có cái tâm đầu thai vào các cảnh giới. Rồi do có cái tâm đầu thai đó thì nó mới có đời sống, ở cái cảnh này cảnh kia, đời sống của con trùng, con dế, con ruồi, con muỗi, con dồi, con sâu của chư thiên phạm thiên. Hoạt động của sáu căn ấy, nó giống hệt nhau, và hoạt động của các tâm thiện ác cũng giống hệt nhau. Bên ác pháp ấy, thì ba thọ, tức là ba cảm giác ấy, nó trợ duyên cho ái. Còn bên thiện thì ba thọ nó trợ duyên cho năm năm quyền. Có nghĩa là khi mà mình sống không có chánh niệm ấy, không có trí tuệ ấy, thì cái cảnh mà bất toại hay là cảnh như ý gì, nó sẽ là cái điều kiện cho phiền não xuất hiện. Còn nếu mình sống có tuệ, có niệm ấy, thì các cảnh, những gì mình thấy, mình nghe, ngửi, nếm, đụng, nó sẽ là cái điều kiện cho cái thiện pháp có mặt. Thí dụ như bây giờ là người ta nhìn cái lá rơi, ta chỉ thấy là cái lá rơi thôi, nhưng mà mình nhìn á thì mình biết là mình đang nhìn, hoặc là mình biết vạn sự ở đời cái gì cũng vô thường như chiếc lá. Lá do duyên mà có, duyên nó mãn rồi thì lá nó rụng về đất.
Thì trong cái nhìn nhận thức, trong cái nhìn mà hiểu biết như vậy, trong cái nhận thức mà nó sáng suốt như vậy thì đó được gọi là thiền tâm. Còn mình nhìn một chiếc lá mà mình hồi tưởng là một cái chuyện buồn vui cũ á, để rồi tham để rồi sân á, thì đó là lúc bây giờ cái lá nó trở thành ra là cái điều kiện cho cái thọ ưu hay là thọ hỷ của phiền não, nhớ nha. Hành giả đó sẽ thấy khi mà tu tập thọ quán và tâm quán sẽ thấy được rằng thiện ác và sanh tử gắn liền với sáu căn trong mỗi khoảnh khắc nha. Gắn liền là sao? Có nghĩa là mình hồi đó giờ mình nghe nói sanh tử, mình cứ nghĩ là chết kiếp này qua kiếp khác mới gọi là sanh tử, nhưng mà thật ra đó mình thấy cái vấn đề sanh tử ở hành giả đó, họ thấy ngay trước mắt. Ví dụ như họ thấy mình thích cái gì đó, họ nói rồi đây là nhân sanh tử. Họ thấy mình thích cái gì đó, dù thích một cái âm thanh hay là một cái hình ảnh, một cái màu sắc gì đó, họ biết liền đi ở đây là nhân sanh tử nha. Hành giả thấy được rằng thiện ác và sanh tử gắn liền với sáu căn trong mỗi khoảnh khắc. Hành giả thấy được cả hệ thống duyên khởi diễn ra trong từng phút chứ không phải đợi đến đời sau kiếp khác. Người không học giáo lý đó, chỉ học sơ sài về lý thuyết tuệ quán thì chỉ biết mơ hồ danh sắc thiện ác thôi. Mà người có học giáo lý mà lại có hành trì nữa đó thì sẽ biết sâu hơn, rộng hơn, chi tiết hơn, biết cái gì là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, tức quẩn, cái nào là nhân quá khứ, cái nào là quả hiện tại. À, ví dụ như bây giờ mình thấy mình thích nè, đó chính là nhân sinh tử. Mình nhìn thấy cái gì đó mình biết ở đây là tâm nhãn thức nè, mình nghe cái gì đó mình biết ở đây là tâm nhĩ thức nè, thì khi mà mình liếc qua cái tham á, mình nhìn mình quán chiếu mình theo dõi, mình biết cái tham vừa xuất hiện thì biết ở đây là nhân sinh tử. Nhưng mà cái thấy cái nghe đó nó chính là quả sinh tử, nhớ nha. À, nhớ nha, thấy và bản thân cái thấy, bản thân cái nghe ngửi nếm đụng đó, thì cái biết đó là sáu cái biết, đó là sáu cái biết của quả, tức là sáu căn đời này nó có là do sáu ái đời trước. Còn từ sáu căn này mà nó có phiền não này nọ, nó thích hay là ghét thì cái thích ghét đó lại là nhân nhân sanh tử cho đời sau, để kiếp sau mình tiếp tục mình có sáu căn nữa để tiếp tục sanh tử nữa nha. Do có phiền não trong sáu trần ấy, cho nên mình mới tiếp tục mới có sáu căn. Còn sáu căn của A nó với B nó khác nhau ở điểm nào? Nó khác nhau chỗ là cả hai đều thích trong sáu trần, cho nên đời này mới có sáu căn. Nhưng mà thằng tèo á thì nó thích nhưng mà nó có làm phước, cho nên đời sau nó sinh ra đó, nó có sáu căn trong một điều kiện rất là vui vẻ, nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, đi đâu cũng được người ta thương quý kính trọng. Cái sự có mặt của thằng tèo trong cuộc đời này cũng là sự có mặt của sáu căn, nhưng mà trong một cái điều kiện như vậy đó. Rồi sự có mặt của thằng tí trong đời này cũng là sự có mặt của sáu căn, nhưng mà thằng tí nó bên cạnh cái tham ái trong sáu trần, nó không có tạo các cái nghiệp thiện ha. Cho nên nó sanh ra đó, cái sự có mặt của nó cũng là sự có mặt của sáu căn, nhưng mà trong một điều kiện sống rất là khốn khó. Ví dụ như một người sanh ra ở Thụy Sĩ, con nhà giàu, được ăn học đàng hoàng, thì cái sự có mặt của một cái cô chiêu cậu ấm Thụy Sĩ cũng là sự có mặt của sáu căn, nhưng mà trong một điều kiện rất là ok. Trong khi đó, một người khác cũng có mặt trong đời này bằng sáu căn, nhưng mà họ sinh ra ở xứ Đông Phi, Bắc Phi, Trung Phi nào đó, cả mấy ngàn cây số vuông mà chỉ có một cái vũng nước đen xì, súc vật di muôn con người chia nhau cái vũng nước đó. Ăn thì ăn tầm bậy tầm bạ, côn trùng củ rễ có gì thì nhét vô mồm cái đó nha. Đói khát xanh lè xanh lét, suy dinh dưỡng, đầu óc không phát triển, lúc nào cũng nghĩ tới cái ăn thôi nha. Thì như vậy họ cũng sống ở trong, họ cũng chỉ sống ở trong 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 cái sự có mặt của sáu căn, nhưng mà do thiếu phước cho nên là cái sáu căn đó nó có mặt trong một cái điều kiện rất là cũng khó nha. Cái đó nhớ cái đó. Chỉ riêng việc quán sát hệ thống duyên khởi trong từng căn, lúc mà chúng làm việc thì hành giả sẽ có dịp hiểu được cái dòng luân hồi của mình nó diễn ra như thế nào. Tức là bây giờ tôi nhìn, tôi thích, tôi nghe, tôi thích thì đó là cái nhân sinh tử ở cõi dục. Nhưng mà nếu mà bên cạnh cái thích đó mà tôi còn làm phước này phước kia đó thì mai này tôi trở lại cảnh dục trong một cái điều kiện dễ chịu nha. Còn nếu mà tôi thích này thích kia mà tôi lại không có tạo phước thì tôi sẽ sanh ra trong cõi dục, nhưng mà trong một cái điều kiện rất là khốn khó.
mà nhận để nhận thức được cái đó một cách liên tục thì anh bắt buộc phải có chánh niệm, anh phải có trí tuệ. Tôi nhắc lại, khi nhìn biết là đây là tâm nhãn thức, khi nghe biết là đây là tâm nhĩ thức, đó là tu tập tâm quán niệm xứ nha. Và sâu hơn một chút nữa, đối với một hành giả có học hỏi giáo lý thì khi mà hành giả biết đây là tâm nhãn thức thì hành giả cũng ngầm biết rằng đây là cái tâm quả từ cái nhân quá khứ, nhân tham ái quá khứ nha. Rồi còn đằng sau cái nhìn đó mà mình thích này thích kia đó, thì cái thích đó lại là nhân sinh tử cho đời sau kiếp khác. Trong rừng có nghe kịp không ta? Sáu căn đời này là quả của tham ái đời trước, mà tham ái đời này là nhân cho cái sáu căn đời sau. Nhớ nha, đó là một chuyện. Còn cái chuyện mà sáu căn đời sau của anh á, mà nó có mặt trong cái điều kiện như thế nào đó, thì cái đó nó lại tùy vào cái chuyện anh làm phước hay làm tội nhiều nha. Tôi cũng thích sáu trần, quý vị cũng thích trong sáu trần, nhưng mà tôi bên cạnh cái chuyện thích đó, tôi làm to chữ là bậy không à, nói bậy nghe bậy nghĩ bậy, gieo khổ cho mình, gieo khổ cho người. Thì đời sau sinh ra tôi cũng có sáu căn, bởi vì tôi có sáu ái mà, tôi có sáu căn. Nhưng mà sáu căn đời sau của tôi nó có mặt trong một cái điều kiện rất là khổ. Còn quý vị cũng thích sáu trần, cho nên đời sau cũng có sáu căn. Nhưng mà bên cạnh cái thích đó, quý vị còn làm phước này phước kia, cho nên đời sau sanh ra có sức khỏe, có ngoại diện, có nhân dáng ngon lành, học hành thông minh, có gia thế, có tài sản, có uy tín xã hội, có được tình cảm của mọi người nha. Nhưng mà giàu khổ hay sướng thì cũng chỉ là sự có mặt của sáu căn. Và nếu đời sau kiếp khác mà tôi và quý vị tiếp tục thích trong sáu căn nữa, thì tiếp tục tạo ra sáu căn cho một đời khác nữa nha. Cho nên nó là có tu tập thọ quán tâm quán thì mình mới trong từng phút thấy được cái nhân sanh tử và cái quả sanh tử ở đâu nha. Sáu căn á nó là quả sanh tử, còn phiền não từ sáu căn nó là nhân sanh tử. Cứ nhớ nhiều đó thôi. Không là hành giả cũng không học giáo lý duyên khởi, thì một người mẹ làm sao mà có thể hình dung được là mình đang bắt đầu một cái vòng tròn duyên khởi ngay từ lúc nghe tiếng gọi của cậu con trai mới đi học về. Các vị nghe kịp không? Nếu mà không là hành giả nè, mà cũng không học qua giáo lý duyên khởi, thì một người mẹ làm sao mà có thể hình dung được là mình đang bắt đầu một cái vòng tròn duyên khởi ngay từ lúc nghe tiếng gọi của cậu con trai mới đi học về. Nghe tiếng ở ngoài cửa hay vừa nhìn thấy gương mặt của nó thì người mẹ đã có thể cùng lúc dấy lên hai thứ cảm xúc là e ngại con nó đang mệt mỏi, và cái niềm tin yêu muốn ôm hôn nó, muốn hỏi nó một câu gì đó, muốn mắng yêu nó. Việc này trên quan điểm xã hội và pháp luật thì hoàn toàn là điều tự nhiên, không có gì lầm lỗi. Nhưng mà trong giáo lý duyên khởi là chỉ trong mấy phút thôi, bà mẹ kia đã trải qua một chuỗi dài sanh tử từ xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ. Đối với mọi hoạt động khác của ta trong đời sống, kể cả một hành giả tinh tấn nhất cũng nằm trong cái dòng chảy của luật duyên khởi, một tên gọi khác của lý nhân quả nha. Trong kinh cũng xác định rằng ngay đến vị chánh đẳng giác cũng không thể chặn đứng được cái dòng chảy đó dùm bất cứ ai, chặn dùm ai nó không có, trừ phi chính đương sự có đủ ba la mật tiền kiếp và sự chuyên cần sắc son ngay từ đời này. Nên nhớ rằng mỗi mỗi sinh hoạt tưởng chừng đơn giản nhất của ta thì cũng luôn là những cơ hội xây dựng nên cái gọi là vòng tròn luân hồi. Chỉ cần quý vị liếc ra, quý vị nghe, quý vị nhìn cái hoa nở, liếc nhìn lại rồi nghe tiếng chim hót, nghe trong cái thích đó, cái thích thích tiếng chim, thích cái hoa đó là đã là nhân sanh tử. Chỉ có người học đạo và hành đạo mới thấy rằng trong từng phút mình đang gieo tạo cái chủng tử tái sinh ở các cảnh giới khổ, mà khổ cảnh nó nhiều hơn là cảnh. Bởi vì sao? Là bởi vì khi mà sáu trần biết sáu căn mà biết sáu trần, thường khi 99,9% là bằng tâm bất thiện. Phải nói như vậy nha. Nếu mà người không biết đạo thì 99,9% là bất thiện, hoặc là thích, hoặc là bất mãn. Đó là lý do tại sao mà sáu căn mà biết sáu tầng là toàn là gieo cái nhân khổ không, lời vậy đó. Chỉ có người hành đạo và học đạo mới thấy được rằng mỗi giây phút sáu căn của mình á, tiếp xúc sáu tầng thiện ác trong đó ra sao, và sự chênh lệch giữa thiện ác của bản thân nó lớn đến chừng nào, từ đó cái khả năng đau khổ của ta luôn nhiều gấp nhiều lần cái khả năng an lạc. Và tôi nhớ tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, mỗi người sinh ra trong đời này là có một cái tai thuận và một tai không thuận. Có người thì thuận tay trái, có người thì thuận tay mặt, tay phải đó nha. Và tôi nhắc lại, mỗi người đều có một cái tai thuận và tai không có thuận.
Ví dụ như tôi là tôi thuận tay phải, còn có người thì họ thuận tay trái. Và đó là về sinh lý, còn về tâm lý thì mỗi người cũng có hai cái khả năng thuận và không thuận. Có người thì có cái khả năng thiện là mạnh hơn ác, có người và từ đó cái khả năng lại khiến mình an lạc cái nó cũng mạnh hơn khả năng khiến mình đau khổ. Nhưng mà ngược lại có những người cái khả năng mà khiến mình đau khổ nó lớn hơn cái khả năng khiến mình an lạc. Trong rừng nghe kịp chỗ này hay không? Người nói về cái sinh lý ấy, mình có hai tay, có tay thuận và tay không thuận, và tâm lý cũng vậy, mình cũng có cái chỗ thuận và chỗ không thuận. Người tu tập nhiều đời nhiều kiếp ấy, thì cái khả năng mà khiến mình an lạc ấy, nó nhiều hơn là khiến mình đau khổ. Nhưng mà trong đời này của tôi đã tiếp xúc nhiều người, tôi thấy hình như ở họ cái khả năng mà tự khiến mình khổ nó nhiều hơn khiến mình an lạc. Bằng chứng là họ có chuyện phiền họ gọi phone cho tôi đã giải thích, tôi đã phân tích, tôi đã chia sẻ, tôi đã đồng cảm đủ cách với họ bằng Phật pháp. Mà các vị biết không, họ cứ đợi mà tôi vừa ngưng nói một giây là họ chen rồi. Họ tìm đủ mọi cách để họ cãi, để chi? Họ cãi cho thấy rằng cái giận của họ, cái phiền của họ nó rất là hợp lý. Mà tôi tin chắc trong đêm này quý vị đã từng gặp những người như vậy rồi. Họ đang giận hoặc là họ đang buồn, họ đang lo cái gì đó thì mình mới lên tiếng mình giúp họ, thì họ nhờ mình chứ không phải ai mà quở đâu mà thò cái mũi vô chuyện người ta. Mà đấy người ta tới người ta cần lắng nghe mình mới chia sẻ với họ. Tưởng sao nghe nó đang nghe mà cứ canh cho mình, mà chỉ cần mình mà bị đứt hơi một cái là anh chen vô là anh tiếp tục anh củng cố. À, cái đó biết chứ biết biết đúng rồi, cái đó kinh nói vậy. Nhưng mà hoàn cảnh này thì đối với tôi là cái gì phải thì thôi. À, cái gì phải thì thôi, cái tấm tôi là như vậy là tôi không có chịu gì ta lắm, mà mình đã nói tới nó luôn mà cứ quần quần cái nhiều đó. Như vậy là họ là cái người có cái khả năng làm khổ mình nhiều hơn là khả năng an lạc. Trong khi những người có tu tập, có quân tu, có hàm dưỡng nhiều đời đó, khi mà khổ tâm hay là bị phiền não cái gì đó, chỉ cần nghe người ta nhắc cái là mừng muốn chết luôn, người ta chụp cái phao đó liền. Còn cái người mà thiếu phước, thiếu duyên, thiếu trí đó, là cứ tìm mọi cách để bảo vệ cái khổ của mình nha, bảo vệ cái khổ của mình thì cái đó chịu thua nha. À, có rất là nhiều người Miến Điện ấy, được giới thiệu về tầm quan trọng của giáo lý duyên sinh và duyên hệ, nhưng mà thay vì tìm hiểu ý nghĩa sâu sắc của hai hệ thống giáo lý này qua ánh sáng qua Tỳ Đàm thì họ chỉ học thuộc lòng hai bài tụng duyên sinh và duyên hệ để đọc mỗi ngày cầu phước. Mà nếu đơn giản như vậy thì họ không có cách nào hiểu được giá trị thật sự của hai hệ thống duyên giáo lý đó. Đó là sự lìa bỏ ngã chấp và tà kiến. Mà mấy hôm nay rồi, kể cả sáng nay tôi cứ nhắc đi nhắc lại và cái duyên sinh duyên hệ, mà biết bà con trong rừng còn duyên sinh thì biết là do vô minh duyên hành đấy, còn duyên hệ biết bà con còn có nhớ chút ít gì không? Duyên hệ là sao? Duyên hệ là cách thức mà vạn vật ở đời nó trợ duyên, nó hỗ trợ cho nhau. Duyên sinh á tức là trình bày cái con đường sanh tử của chúng sanh như thế nào. Còn duyên hệ tức là cái cách thức mà vạn vật ở đời đó nó hỗ trợ cho nhau ra sao, đó gọi là duyên hệ nha. Các vị nghe kịp không? Alo, tôi nói nha. Thí dụ như Đức Phật ngài dạy rằng nó có trường hợp các pháp ở đời nó hỗ trợ với nhau bằng cách là nó A đó nó làm cảnh cho B. Có lúc A nó giúp cho B bằng cách là nó đóng vai trò của các chi thiền thì gọi là thiền duyên. Có lúc A giúp cho B bằng các cái chi đạo, thì trường hợp đó được gọi là đạo duyên. Trong trường hợp A nó giúp cho B bằng cách là nó có mặt trước thì gọi là tiền sanh duyên. Trong trường hợp A nó giúp cho B bằng cách là nó có mặt sau thì gọi là hậu sanh duyên. Trong trường hợp A nó giúp cho B bằng cách nó cùng có mặt đó, thì câu sanh duyên, bất ly duyên, hiện hữu duyên. Nhưng mà cũng có lúc A nó giúp cho B bằng cách là nó vắng mặt thì cái đó được gọi là ly khứ duyên, vô hữu duyên. Rồi rồi nghe kịp không? Cái hệ thống duyên duyên hệ rất là độc đáo, đọc cho đó. Có nghĩa là từ xưa giờ mình nghe nói là A giúp B, mình cứ nghĩ là nó phải cùng lúc có mặt. Thí dụ như vậy mà mình không có ngờ là vạn hữu ở đời này có khi nó giúp nhau bằng cách là nó có mặt trước, có lúc là nó giúp nhau bằng cách là nó phải có mặt sau. Cái này chắc không có cần giải thích cho các vị nghe nhiều, các vị cũng hiểu phải không? Thí dụ như bây giờ là
do cái sự vắng mặt của người kia cho nên cái ghế đó nó mới trống. Thì từ cái chỗ cái ghế trống đó, nó mới có người, họ mới ông thằng Tèo nó đi rồi, thằng Tí nó mới thấy cái ghế trống, nó mới vô đó nó ngồi nha. Chứ còn thằng Tèo nó ngồi sợ sợ đó, làm sao thằng Tí nó ngồi được. Thì đó là nó giúp nhau bằng cách là vắng mặt. Rồi nó giúp nhau bằng cách là có mặt trước. Là sao? Thí dụ như bây giờ là mình muốn có trái xoài mình ăn thì mình phải có trồng cây xoài trước chứ, phải có cây xoài rồi sau đó mới có trái xoài nha. Để giúp nhau bằng cách là có mặt sau. Là sao? Thí dụ như bây giờ là để coi, sẽ có mặt trước thì dễ hiểu, cũng có mặt sau, có nghĩa là để tôi tìm một cái ví dụ. Giúp nhau bằng cách có mặt trước thì hiểu rằng giúp nhau bằng cách có mặt sau. Thí dụ như bây giờ là tôi nói thì hơi xấu hổ nha, có nghĩa là tôi rất là lười dọn 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 nhà, rất là lười dọn phần nha. Nhưng mà bữa đó nhà tôi có khách, có chư tăng ghé, 5-7 vị có Phật tử cư sĩ nữa. Thì tôi có nhắn một người quen ở đây, tôi nói chư tăng đến thăm tôi xong rồi chư tăng đi về thăm bà và tôi cũng đi theo luôn. Mà nếu mà có ai mà giúp dọn dọn dẹp nhà bếp ấy, thì tôi chư tăng sẽ dùng ở nhà tôi nấu. Còn nếu mà cô không có lên được là chắc thỉnh chư tăng ra ngoài quá, bởi vì tôi đi rồi nhà cửa rồi nhà bếp rồi tùm lum chén tô rồi cũng khó lắm. Nhà này không có máy rửa, rửa tay không à. Thì khi mà cái cô ừ có nói rồi ok, mấy sư có thoải mái thì mấy sư đi, được con lên con dọn cho. Thì cái sự có mặt của cổ là sau khi mà mấy sư đi, nhưng mà chính từ cái chỗ mà cổ ừ là cổ sẽ lên đó, thì chúng tôi mới quyết định là nấu ăn ở nhà. Như vậy là cái bữa ăn đó không có mặt cái cô đó đúng, nhưng mà nhờ cổ ừ là cổ sẽ có mặt cho nên là mấy sư mới dám ăn ở nhà nha. Và cái đống chén dơ trong nhà đó nó có mặt là do cái tiếng ừ đó của cậu. Thì vì như vậy trường hợp đó được gọi là hậu sanh duyên, tức là nó giúp bằng cách là nó có mặt sau. Thí dụ như vậy, duyên hệ là vậy đó, tức là A giúp cho B bằng cách là có mặt trước, A giúp cho B bằng cách là có mặt sau, A giúp cho B bằng cách là cùng có mặt, A giúp cho B bằng cách là vắng mặt, A giúp cho B bằng cách là làm cảnh cho B, A giúp cho B bằng cách là đóng cái vai trò chi thiền chi đạo, A giúp cho B bằng cách là đóng vai trò của nghiệp, gọi là nghiệp duyên, A giúp cho B bằng cách là đóng cái vai trò dẫn đầu, được gọi là trưởng duyên, A giúp cho B bằng cách là tiếp nối không rời, được gọi là vô gián duyên nha. Thì cái đó gọi là duyên hệ nha. Còn cái duyên sinh là giải thích cái con đường luân hồi mình nó được hình thành như thế nào, còn cái kia là các pháp hỗ trợ nhau ra sao, thì đó gọi là duyên hệ rất là đặc biệt. Ok, trong vô số kiếp luân hồi phàm phu chúng ta chỉ quen sống chìm sâu trong các khái niệm tục đế. Tôi rất là mong mỏi là vào cái quý đầu tiên của năm 2007 cái cuốn sách này nè được in, được in. Thì bà con mà lận cái cuốn này đó là một người muốn học A Tỳ Đàm cũng cần nó, mà cái người mà muốn đi tu tới niệm xứ cũng rất là cần nó. Tôi rất là mong là không có chướng duyên. Hôm qua có một người quen của tôi ở bên châu Âu á, họ bao nhiêu bài vở của tôi là khi tôi dịch á thì gửi hết vào trong cái hard drive đó, và họ báo cho tôi biết là họ đã làm mất cái hard drive đó, mà hard drive đó chính là cái nội dung cuốn sách mà mình sắp in và quý vị đang học đây. Quý vị biết khi mà tôi nghe như vậy nó là tôi không biết phải tả làm sao, bởi vì bây giờ mà cái quyển đó nó mất rồi đó thì tôi không, bây giờ mà ngồi mà dịch lại đó là chỉ có chết thôi. Thì cuối cùng họ gọi phone họ báo họ đã tìm thấy rồi, và cái người mà nhặt được cái đó họ không biết cái hạt ra đó là cái gì, bởi vì cái người nó hoàn toàn mù tịt về computer về internet, cho nên bà đã đem bà liệng như trong một cái ngăn thức ăn của nhà bếp, ba cái mì khô bún khô gì đó bà liệng hết vô trong cái bao. Nói chung bà lấy cái đó, bà thấy nó nằm trong cái bao, bà lấy cái bao bà liệng như trong đó. Rồi cuối cùng khi mà cái bà này bà đi bà hỏi được là bà tìm ra cả mấy ngày bà môi ra được, thì bà báo tin cho tôi biết, tôi thở một cái khì nha. Tôi nghèo thiệt, nhưng mà nói thiệt bây giờ tôi mất 1.000 đồng tôi không có mà hết hồn bằng mất cái đó, bị mất cái đó là tôi không biết phải làm sao, chỉ có chết thôi nha, chết thôi.
Tôi họ báo được, tôi phải nói là tôi không biết phải làm sao, tôi mừng quá chừng mừng. Cho nên bà con tranh thủ học, biết là quyển cái đó nó hạt trai nó mất lại lần nữa. Trong vô số kiếp luân hồi, chúng phàm phu ta chỉ quen sống chìm sâu trong khái niệm tục đế về chúng sinh, về không gian, về thời gian và vạn vật, nên từ đó chỉ sống quẩn quanh trong sự chi phối của vô minh và tham ái. Hai phiền não này là nguồn cội luân hồi, muốn phá vỡ chúng thì chúng ta bắt buộc phải học để biết về bản chất chân đế của chúng. Và không cách nào tốt hơn cái việc học và tu niệm xứ trên tinh thần của giáo lý duyên khởi. Trong toàn bộ hệ thống giáo lý duyên khởi, dù lúc học hay là lúc tu, ta không hề thấy bóng dáng của một chúng sanh hay là một cá thể nào mà mình có thể gọi là bản ngã, là tôi, là của tôi. Từ vô minh đến lão tử là một quá trình sanh diệt của các quẩn xứ giới đế. Người tu tập niệm xứ luôn có dịp để thấm thía rằng ở đâu có sanh diệt thì ở đó có ba khổ, và ở đâu có ba khổ thì ở đó chắc chắn là vô ngã. Ở đây chúng ta không cần phải nhắc lại từng chi tiết của giáo lý duyên khởi, mà chỉ lấy tinh thần chung mà nói. Giáo lý duyên khởi dầu được bắt đầu từ tứ lậu vô minh hay bất cứ chỗ nào trong 12 chi thì cũng chỉ ra một điều rằng cuộc sống của ta nói riêng và dòng luân hồi nói chung là một chuỗi dài tiếp nối liên tục của luật nhân quả. Nhân ở đây có thể là thiện hay bất thiện, và quả cũng vậy. Như vậy ý nghĩa của chữ nhân quả sâu rộng hơn của lý nghiệp báo. Nhớ nha, ở lý nghiệp báo chỉ có nhân thiện hay bất thiện, còn ở lý nhân quả thì A tác động B trong vai trò nào đi nữa nó cũng được gọi là nhân. Và cái gì được tạo ra từ cái lực tác động đó thì gọi là quả, cho dù nó là thiện, bất thiện hay vô ký. Đức Phật gọi đó là ba cách luân hồi: phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi và quả luân hồi. Các vị dò kỹ lại đi, vô minh là bất thiện mà cũng là nhân tác động cho hành, mà hành ở đây là thiện ác có đủ, mà hành nó là tác động cho 32 thức, 32 quả thức, mà quả thức nó chỉ là vô ký. Như vậy không một thứ gì trên đời này chỉ là nhân hay quả, và cũng không có thứ gì trên đời này không thể là lực tác động cho cái khác. Nghe kịp không? Không có cái gì trong đời này mà nó không là nhân hay là không là quả, và bất cứ cái quả nào nó cũng có thể là nhân để tạo ra một cái khác. Đó là cái vòng quẩn quanh nha. Chính nhận thức này về giáo lý duyên khởi sẽ giúp ta thấy được rằng không một thứ gì trên đời này ngẫu nhiên mà có, không do duyên tạo, và cũng không hề có một đấng tối cao nào tạo ra muôn loài vạn vật, cũng không có một cái gì mà còn hoài không mất. Nhờ hiểu biết về giáo lý duyên khởi và ứng dụng vào pháp môn niệm xứ, ta cùng lúc lìa bỏ được các thứ tà kiến và ngã chấp. Muốn trở thành thánh nhân, dầu là tầng thánh thấp nhất, ta cũng phải thấu suốt được giáo lý tứ đế. Hệ thống duyên khởi là cách tốt nhất để ta từng bước hiểu được sâu sắc hai diệu đế đầu tiên là khổ và tập đế. Mà ở đây, chúng dựa vào nhau rồi tạo ra nhau. Người học và tu niệm xứ trên nhận thức duyên khởi sẽ tìm ra trong cái vòng quay khép kín của khổ đế và tập đế một con đường thoát, chính là đạo đế. Nghe kịp không? Các vị nghe kịp chưa? Chỉ có hành giả tứ niệm xứ và cái người học giáo lý mới thấy được rằng á, mọi hiện hữu là khổ, và tất cả đam mê của mình á, nó cũng chỉ là đam mê trong khổ mà thôi. Như vậy tập đế chính là niềm đam mê trong khổ đế nha. Và đạo đế ở đâu nó ra vậy? Kính thưa quý vị, đạo đế được lấy ra từ hai cái đế đầu tiên. Và có nghĩa là cái con đường thoát khổ nó cũng nằm ngay ở trong khổ và tập. Có nghĩa là sao? Nó nằm ngay là nằm ngay như thế nào? Phải nghe cho kỹ nha. Có nghĩa là hồi trước giờ tôi không có biết đạo, tôi không có học đạo, tôi không có hành đạo, cho nên đó, tôi không biết rằng mọi sự có mặt là khổ. Và tôi không biết rằng tất cả đam mê của tôi đó chỉ là đam mê trong khổ. Bây giờ tôi hiểu rồi, tôi hiểu mọi hiện hữu là khổ. Và niềm đam mê nào đi nữa cũng là niềm đam mê trong trong cái khổ mà thôi. Nhờ hiểu như vậy tôi mới chán cái khổ, mới sợ cái khổ. Và khi chán sợ thì có nghĩa là tôi không thích nó nữa. Thì cái hành trình mà chán sợ đó được gọi là đạo đế, kính thưa quý vị. Nếu mà tôi đủ duyên thì cái đạo đế nó dẫn cho tôi đến cái diệt đế, tức là tôi thấy được niết bàn là gì. Còn nếu mà tôi không đủ duyên thì ít ra tôi cũng gieo duyên, nhớ nha. Nhưng mà tôi nhắc lại lần nữa, con đường vào rừng cũng chính là cái con đường ra rừng, đi ra khỏi rừng, và con đường đó bắt buộc phải nằm trong rừng. Trong rừng còn nghe không ta? Alo, kỳ vậy ta, các vị còn nghe phải không? Tại nó hiện lên nó pop up một cái vậy rồi. Tôi nhắc lại,
Mọi hiện hữu là khổ, dầu là sự có mặt, sự có mặt của con ruồi, con dòi, hay là sự có mặt của một ông vua, của một vị thiền sư, sự có mặt của một ông thánh, tất cả mọi sự có mặt đều là khổ nha. Mà khi nếu mà mình không hiểu đạo thì mình đam mê cái này cái kia, đam mê trong cái sự hiện hữu này, đam mê trong sự hiện hữu kia, mình đam mê trong cái bông nè, trong cái mùi hương của hoa nè, đam mê con ong con bướm, đam mê thích nhìn nè, suối chảy nè, thác đổ nè, gió thổi nè, nắng vàng mây trắng trời xanh nè, mà mình không biết rằng những cái đó nó đều là thế giới của khổ đấy. Mà chính vì mình đam mê trong khổ cho nên mình tiếp tục tạo ra khổ. Bây giờ hiểu đạo rồi, hành đạo rồi thì thấy rằng mọi hiện hữu là khổ, và có đam mê cái gì cũng là đam mê trong khổ. Và hiểu được như vậy thì dần dần mình sẽ chán sợ tất cả mọi thứ, có nghĩa là chán sợ khổ đế. Mà khi chán sợ khổ đế thì mình không có tiếp tục mình tạo ra cái tập đế nữa. Mãi không có tập đế thì đời sau kiếp khác mình không còn khổ đế, nghĩa là không còn có mặt nữa, nhớ nha. Và như vậy thì con đường ra khỏi rừng cũng chính là con đường vào rừng, và con đường đó bắt buộc phải nằm trong rừng, chứ không thể nào mà cái con đường ra khỏi rừng mà nó lại nằm ở ruộng là cái không có đúng nha, cái đó không có đúng nha. Làm sao có cái chuyện đó được, con đường ra khỏi rừng là nó nằm trên ruộng, mà cái ruộng nó lại cách nó mấy cây số, là cái đó nghe tôi cũng mới nghe chuyện đó lạ. Con đường ra khỏi rừng nó phải nằm trong rừng chứ. Cho nên hệ thống duyên khởi là cách tốt nhất để ta từng bước hiểu được sâu sắc hai diệu đế đầu tiên là khổ và tập. Có nghĩa là trong lúc mình quán chiếu về thọ quán, tâm quán, mình thấy ở đây nè, cái gì nó không phải là phiền não, không phải là phiền não thì cái đó là khổ đế, mà cái nào là phiền não thì đó là tập đế. Cứ nhớ gọn như vậy, nhớ gọn như vậy, thay vì nói là chi pháp là tập, là tâm tham, tâm gì thì mệt lắm, bây giờ cứ nói nôm na vậy đó. Cứ là thấy cái nào không có phiền não thì biết đây là khổ đế, mà thấy cái nào là phiền não biết đây là tập đế. Như vậy cái ngày của mình đó, là mình cứ sống một cái khổ tập, khổ tập, khổ tập suốt mùa thu cách này nha. Nên ta thoát khổ bằng cách nào? Ta thoát bằng cách là mình biết rõ cái gì đang xảy ra là tập đế hay là khổ đế. Biết rõ nó là tập đế thì tự nó biến mất, còn biết rõ nó là khổ đế thì nó sẽ không là điều kiện cho tập đế có mặt. Có nghe kịp không ta? Nghe nè, các vị nghe cho kỹ nè. Biết nó là khổ đế đó thì sẽ chán nó, mà nhờ chán đó, thì nó không phải là cái điều kiện cho tập có mặt. Rồi khi phải ghi qua. Biết nó phàn, phải ghi thấy mặt phiền não thì biết đó là tập đế, không phải phiền não thì là khổ đế. Thấy được nó là tập đế thì nó tạm thời biến mất, thấy nó là khổ đế thì nó sẽ gì ta, không là điều kiện tạo ra tập đế nữa. Đó, cái câu này quan trọng nha. Thấy mặt phiền não thì biết nó là tập, mà thấy cái nào không phải phiền não thì biết nó là khổ đế, mà thấy được nó là tập đế thì nó tạm thời biến mất, mà thấy nó là khổ đế thì nó sẽ không còn là điều kiện nó tạo ra tập đế nữa. Cứ như vậy, chừng nào đủ duyên thì mình thì nó sẽ biến mất vĩnh viễn, còn bây giờ mình còn là phàm á thì nó sẽ tạm thời biến mất thôi nha. Còn mà hễ mà chứng đủ duyên chứng thâm thì nó sẽ đi luôn, nó đi luôn. Hành giả biết rõ cái gì đang xảy ra là tập hay là khổ đế, biết rõ nó là tập thì tự nó sẽ biến mất, biết rõ nó là khổ thì nó sẽ không còn là điều kiện cho tập đế nữa. Tôi lấy ví dụ sáu căn là khổ đế. Hành giả dùng sáu căn để biết sáu trần bằng niệm và tuệ thì ái sẽ không có mặt nha. Cái sự hành trì này bước đầu rất là khó khăn, cực kỳ khó khăn và vô cùng khó khăn nha. Lâu dần rồi sẽ trở thành thói quen, và nếu ba la mật tròn đủ thì chính thói quen này là cánh cửa giải thoát của hành giả. Tôi nhắc lại, đối với một hành giả tu tứ niệm xứ có học hỏi về 12 duyên khởi, học hiểu về 12 duyên khởi thì trong từng phút vị này sẽ có dịp thấy rõ toàn bộ giáo lý duyên khởi hiển hiện qua sự hiện hữu của mình. Thấy rõ cái này là quẩn khổ, cái này là quẩn vô thường, cái này là quẩn tập khởi. Tập khởi cái là nguyên nhân, cái nguyên nhân tạo ra quẩn mới ha. Ở đây chỉ có sanh và diệt, nhân và quả, chỉ có các quẩn xứ giới và đế.
chứ không có một cái cá thể nào mà mình có thể gọi là tôi hay là của tôi. Hiểu sâu được cái gì là nhân thì lìa bỏ được đoạn kiến, biết được cái gì là quả là vô thường là ghép nối thì bỏ được cái thường kiến, bỏ được hai cái tà kiến này thì đương nhiên cũng bỏ được thân kiến, một tên gọi khác của ngã chấp. Mà bỏ được hai phiền não này thì các phiền não khác cũng tự dưng được bào mòn, chúng là ngã mạn, ganh thị, bỏng sẻn, sân hận, dục ái, vân vân. Sự lìa bỏ phiền não tạm thời của phàm phu như vừa nói trên được gọi là tát đăng các ba hàn, tức là trừ phiền não bằng cách đối phó nha. Cái khả năng quan sát thân tâm theo cái tinh thần duyên khởi thì được gọi là liễu duyên trí, trí liễu duyên tức là một trong 16 cái thiền tuệ minh sát đó. Ngoài xứ Miến Điện thì có thể rất hiếm người hiểu được và làm đúng cái cách quán chiếu danh sắc theo giáo lý duyên khởi. Mình người Việt Nam, mình là người Thái, mình nghe giờ mình cũng một là giận, hay là mình cũng buồn, ba là mình tự ái, nhưng mà đó là sự thật. Là tại sao? Là vì hôm nay các vị về Miến Điện, các vị mới thấy rằng cái chuyện mà Phật tử Miến Điện mà họ học A Tỳ Đàm ấy, là cái chuyện rất là bình thường, rất là phổ biến. Trong khi đó Thái Lan thì bùa chú cúng bái phù phép tụng niệm, còn Việt Nam mình thì bữa nay cả 100 triệu người mà phần lớn ấy, là theo đạo ông bà, còn không nữa thì chỉ biết ăn chay rồi niệm lục tự di đà cầu vãng sanh, còn lúc bình thường là cứ gặp nạn thì cứ cầu mẹ hiền Quán Âm đó, mình cứ bình thường thì cầu mẹ hiền Quán Âm, còn không nữa thì cứ tụng cầu siêu người chết thì cứ réo Bồ Tát Địa Tạng U Minh Giáo Chủ, còn không nữa thì cầu người theo pháp môn Tịnh Độ đó thì coi như là niệm lục tự di đà cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì đó là cái gọi là Phật giáo của Việt Nam nó khổ như vậy. Bây giờ các vị nào trong room này mà ở Việt Nam, các vị để ý thì các vị đi chùa Nam hay Bắc Tông hay là Khất Sĩ Cao Đài Hòa Hảo, một cách chân thành thiết tha ha, tế nhị các vị hỏi nhẹ nhẹ, hỏi thử người ta về giáo lý duyên khởi có ai biết không? Trong 100 triệu người đó, tôi e là 10.000 có một, 10.000 có một. Trong khi bên Miến Điện thì nó đầy ra đó. Năm 2012 chúng tôi lên viếng cái Golden Rock, là cái hòn đá vàng ở Chepchiu, thì chúng tôi nghỉ ở đó một đêm, sáng hôm sau chúng tôi đi xuống núi, xuống cái xóm núi bên dưới đó, thì cái phòng trọ nó rẻ hơn, tại vì trong phòng trọ nó có máy lạnh, chứ ở chùa nóng quá chịu nổi, phải nói chịu nổi. Thì buổi sáng tôi mới thả bộ đi trong xóm, một cái những cái hình ảnh mà âm thanh mà chúng tôi bắt gặp được nó làm chúng tôi phải suy nghĩ rất là nhiều. Đó là một cái xóm núi như vậy mà vẫn có bóng dáng chư tăng thi bát trên đó, và Phật tử họ nghèo, tôi nói sát sơ họ nghèo đến mức mà cái gọi là nhà nó chỉ là mấy cây tre nó ráp lại ở trên, họ che lá hoặc là họ chỗ nào trống quá họ lấy bao xi măng, bao ni lông họ mới che khuất lại. Mà có ai ngờ được rằng đó là đi trong xóm núi đó, tôi vẫn nghe lòng lộng, thay vì người Việt Nam mình nó vô mấy cái xóm nghèo người ta mở radio ha, nghe cải lương ha. Còn cái này họ nghèo cỡ nào thì mình đã thấy rồi, mà mình cứ nghe văng vẳng trong xóm là họ mở cái máy mà về 24 duyên hệ, cứ đi từ xa lại nghe hê du ba yo aramana ba yo aramana ba yo thi ba di ba yo, đây là nhân duyên, đây là cảnh duyên, đây là trưởng duyên, mà suốt mà đọc Pali thì kiểu Miến Điện mà đọc vậy đó, mà đi trong phố, trong xóm núi nghèo xác sơ mà mình nghe nó mình rùng mình nó trời đất. Đây là cái gọi là hệ thống giáo lý cực kỳ xa xỉ, ngay cả Nam Tông chỉ một ít chư tăng Việt Nam quan tâm một ít thôi, nếu tôi không lầm á, thì chư tăng Nam Tông Việt Nam hiện giờ trong nước là chỉ có đếm trên đầu ngón tay những vị mà quan tâm đến giáo lý duyên hệ ha, đếm trên đầu ngón tay ấy. Những vị khác tôi không dám nói là dở, nhưng mà theo nhận xét của tôi thì có thể hỏi giỏi mà họ không quan tâm, họ không có nhắc nhở nhờ. Nhưng mà đặc biệt bên Miến Điện cái giáo lý duyên hệ thì được nhắc nhở rất là thường xuyên và nó lan rộng ở trong quần chúng nhân dân như là tay đều mặt khớp nha. Cho nên là mình phải nhìn nhận đó là Miến Điện là một cái sự sợ mình rất là thích hợp cho cái người muốn học giáo lý bậc cao và hay là hành trì niệm xứ là về Miến Điện là tốt nhất. Còn bà con nào sợ nóng á, sợ nực á, thì thiếu gì Miến Điện, cái diện tích là rộng gấp đôi Việt Nam. Gấp đôi có nghĩa là lấy diện tích Việt Nam nhân đôi thì nó ra diện tích Miến Điện nha. Thì chính vì nó rộng quá đi cho nên nó có đủ các cái thời tiết. Việt Nam mình thì chỉ có Bà Nà, Sa Pa, Đà Lạt, còn bên Miến Điện thì nó có tới 1 tỷ lần, tới 1 tỷ chỗ.
mà nó mát lạnh quanh năm, rồi có những cái vùng được xem là chảo lửa, coi như nó nóng, gọi là nó nóng cháy mặt người nha. Cho nên miếng điện đó, mình thấy nóng đó, mình dọn, mà thật ra mình không có biết về nó có những cái vùng nó mát quanh năm. Thì theo ý tôi nghĩ cho mấy người quen đó, mà muốn đi tu thiền thì nó bây giờ quý vị dò coi cái dòng thiền nào thích hợp ha. Mình chạy ra đó mình cắn răng mình gồng trong vòng 3 tháng 6 tháng xong rồi tôi kêu là đi tu mà tu lấy pháp á, tức là lấy pháp bỏ túi xong là chạy riết về châu Âu, chạy riết về Mỹ, hoặc chạy riết về một cái vùng nào nó mát mẻ của Miến Điện, Thái Lan hoặc là Việt Nam, mình về đó mình tu. Chứ còn mà nó nóng quá, mà thứ hai nó là thức ăn Miến Điện thì phải nói là yếu tay ấn là ăn không nổi nha. Không ăn đồ nguội không phải người Miến, nhớ cái câu đó. Không ăn đồ nguội á thì phải người Miến Điện. Họ mời mình tới nhà để tăng đi chung với Mỹ sư 11 giờ họ cho mình ăn, thì mình tới nhà họ 9 giờ làm thức ăn đã nấu rồi, dọn rồi trên bàn. Rồi con nào con nấy nó bay mà xanh lè thấy ớn luôn, nhưng mà họ không cho mình ăn. Họ ngồi họ nói chuyện với Mỹ sư nha. Họ cứ để mà cho nó nhang tàn khói lạnh, mà tới mà 11 giờ bắt đầu mới chính thức nhân cơm Mỹ sư ăn, thì coi như là nó nản, quá nản rồi, mà phải nguội mới là Miến Điện. Không hiểu vì đâu, không hiểu vì đâu mà người miệng họ khoái ra đồ nguội như vậy nha. Đấy. Cho nên á, ở đây mới nói là ngoài xứ Miến Điện thì có thể rất hiếm người hiểu được và làm đúng về cách quán chiếu danh sắc theo giáo lý Duyên Khởi. Các vị thử ôn lại thì biết của tôi có nói quá lời không. Hành giả biết đây là nhãn thức nè, đây là nhãn xúc, đây là thọ khổ, đây là thọ xả, đây là ái từ thọ xả nè, ái từ thọ lạc nha. Đây là sân từ thọ ưu nè, đây là sân từ thọ khổ nè, họ biết. Đối với một người có học giáo lý Duyên Khởi, khi mình nhận diện một trong những thứ vừa kể, họ sẽ hiểu được cái gì sẽ diễn ra tiếp theo. Khi mà ham thích cái gì thì biết đây là ái, cũng là thủ, cũng là nghiệp hữu, cũng là vô minh, cũng là một trong ba hành. Cái lối hành trì này đòi hỏi quý vị phải có ba thứ trợ duyên là chánh tín, trí tuệ và tinh tấn. Nhớ nha. Nãy giờ chúng ta cho nói chung chung như là phần giới thiệu về giáo lý Duyên Khởi và cái mối quan hệ với pháp môn tứ niệm xứ. Giữa tứ niệm xứ và giáo lý Duyên Khởi, và có lẽ từ chỗ này ta phải đi vào sâu một chút cho quý vị đã có căn bản. Điểm nào mà quý vị chưa biết á, thì hôm nay sẽ biết, mà điểm nào đã biết rồi thì hôm nay sẽ ôn lại cho nó sâu rộng hơn. Trước hết vô minh là gì? Quý vị biết rồi, vô minh á là không hiểu biết về bốn đế, không biết mọi hiện hữu là khổ, không biết cái niềm đam mê trong các khổ chính là tập đế, không biết cái sự vắng mặt của tập đế nó chính là diệt đế, mà không biết rằng bát chánh đạo là con đường dẫn đến diệt đế, không biết năm uẩn là ba khổ thì đó là bất tri trong khổ đế. Ba khổ vừa nhắc ở đây là khổ, khổ là cái sự có mặt của nỗi khổ niềm đau, hoại khổ là sự vắng mặt của những niềm vui hạnh phúc, còn hành khổ là nói chung sự có mặt của vạn hữu lệ thuộc trong các điều kiện mà có. Không biết mọi thích thú của mình chỉ là niềm đam mê trong ba khổ và từ đó tạo ra ba khổ tương lai, đó chính là bất tri trong tập đế. Không biết rằng sự vắng mặt của khổ đế và tập đế đó chính là cái cú cánh cao nhất nằm ngoài ba khổ, thì đó chính là bất tri trong diệt đế nha. Vô dư niết bàn là sự vắng mặt của khổ và tập, còn hữu dư niết bàn là chỉ là sự vắng mặt của tập đế thôi. Cái này chắc phải ghi không thôi mất công mình lộn nữa. Cái gì chứ Việt Nam mình nhớ lộn mà vô địch nha. Vô dư niết bàn là sự vắng mặt tuyệt đối của khổ đế và tập đế. Hữu dư niết bàn là cái sự vắng mặt của tập đế mà thôi. Có nghĩa là vị A-la-hán không còn phiền não nữa, không còn tập đế nữa, nhưng cái tâm thân của ngài này vẫn còn ở đó, sáu căn của ngài, sáu xúc sáu thọ cũng còn ở đó, thì mấy cái đó gọi là khổ đế. Nhưng mà có một điều á, là đó là cái quả thôi, quả luân hồi mà ngài phải gánh lần cuối trước khi mà ngài viên tịch nha. Bởi vì cái thân đó là cái quả của tập tập đế quá khứ, mà cái thân đó là khổ khổ đế, mà cái khổ đế này là quả của tập đế quá khứ, còn cái tập đế hiện tại thì ngài đã không còn nữa nha. Cho nên tương lai sẽ không có khổ đế khác nha. Mình phải nhớ cái đó. Tôi ớn nhất là nghe bà chớp bà nhán. Tôi ớn nhất cái điều đó, cái điều bà chớp bà nhán. Ở trong cái giới đàn của tỳ kheo thì tam sư thất chứng. Còn mà học giáo lý thì tam sao thất bổn nha. Đó là Việt Nam mình.
thì thọ giới tỳ kheo thì tam sư tất kính, à, tức là một ông hòa thượng, hai ông yết ma, bảy ông chứng minh, thọ giới thì tam sư tất kính, một giáo lý thì tam sao thất bổ. Đó là Việt Nam vô địch võ lâm, mình mà nhận số 2 không ai dám nhận số 1 nha. Do bốn cái bất trì trong bốn đế nên kẻ phàm phu thỏa mãn các khát vọng và chạy trốn những thực tế phũ phàng. À, do mình bất tri trong bốn đế cho nên phàm phu tìm cách thỏa mãn các cái ước muốn và chạy, mà ước muốn đó là tập đế ha, và chạy trốn những thực tế phũ phàng, đó là khổ đế, bằng cách là thực hiện các cái nghiệp thiện ác. À, là do bất tri trong bốn đế, không biết mọi hiện hữu là khổ, không biết mọi cái niềm đam mê là chỉ là đam mê trong khổ, cho nên khi mà thấy khó chịu quá thì phàm phu mới cắm đầu tìm cách giải quyết. Mà giải quyết bằng cách nào? Giải quyết bằng cách là đầu tư thêm khổ mà mình không biết nha. Càng khát nước thì càng uống nước muối, mà càng uống nước muối thì nó lại càng khát nước. Đó, cái vấn đề này chỗ đó. Và sẵn nói tới muối thì tôi mới nhớ một chuyện, cái này phải ghi, thôi. Giỏi giáo lý mà không hành trì á, giống như người mà chết khát trên biển vậy đó. Các vị có nghe hiểu không? Giỏi giáo lý mà không hành trì á, nó giống như người chết khát trên biển là sao? Có nghĩa là ở dưới chân của mình là nước, mà khổ chỗ cái nước đó đó, nó không có giúp cho mình hết khát. Cũng vậy, mình quá giỏi giáo lý luôn nhưng mà mình không có hành trì thì coi như cái giáo lý đó nó cũng không giúp cho mình được cái gì hết nha, nhớ cái đó nha, không giúp cho mình được. Vì chờ tôi một giây. Bây giờ là 9:44, alo các vị còn nghe không? Dạ rồi. Do bất tri trong bốn đế cho nên kẻ phàm phu tìm cách thỏa mãn các khát vọng, à, tức là thỏa mãn cái tập đế của mình ấy, và chạy trốn những cái nỗi khổ niềm đau, tức là chạy trốn khổ đế đó, bằng cách là thực hiện các nghiệp thiện ác. Đây chính là trường hợp vô minh duyên cho hành, mà giàu trốn khổ bằng một miếng ăn hay là bằng việc đắc chứng các tầng thiền vô sắc cũng đều là cách giải quyết khổ đế bằng cách đầu tư tập đế, thay vì làm ngược lại là muốn lìa khổ đế thì anh phải bỏ tập đế. Trong đây mới nghe kịp không? Có nghĩa là phàm phu mình chạy trốn cái khổ bằng cách là mình tạo ra cái khổ khác, à, chạy trốn cái khổ B bằng cách là tạo ra cái khổ khổ C, khổ F, đó, nó khổ vậy đó. Trong khi cái nguyên tắc đó là anh muốn thoát khổ là anh phải lìa bỏ cái nguồn khổ, cái nhân sanh khổ chứ. Và đằng này anh trốn khổ bằng cách là anh đã đầu tư một cái khổ khác.
Mà tu cái niệm xứ qua giáo lý duyên khởi là hành trình quan sát khổ đế và tập đế. Quan sát khổ đế để thấy rõ nó là gì, à, cái gì là khổ, mà từ đó mới sanh nhàm chán, mà nhờ nhàm chán là cho nên nó là mới trừ được cái tập nha. Từ vô minh đến lão tử, chỗ nào có tham á, thì là tập đế, mà chỗ nào không có tham á, thì là khổ đế. Sự dòi mài trí tuệ theo cách này qua thời gian sẽ giúp ta có được trí tuệ sắc bén. Rồi thứ hai, từ cái ý muốn mà sai lầm trong cái việc mà trốn khổ tìm vui á, thì kẻ phàm phu mới có cái tâm thiện ác. Tâm thiện tạo ra các tâm đầu thai cõi vui, mà tâm ác là nó tạo ra tâm đầu thai các cõi khổ. Mà bản thân thiện ác là tập đế gián tiếp hay là trực tiếp. Còn các cái tâm đầu thai đương nhiên là khổ đế rồi. Ngay các cảnh giới mà ta hướng đến cũng nằm trong ba khổ. Ở các cõi thấp thì còn có khổ khổ, còn ở các cõi cao thì chỉ có hoại khổ và hành khổ thôi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở các cõi thấp thì nó có đủ ba khổ. Có nghĩa là có cái làm cho người ta khó chịu, có cái làm cho người ta dễ chịu. Nhưng mà tưởng sao cái dễ chịu đó có lúc nó cũng mất. Thì cái mất nó cũng là cái khổ. Còn ở các cõi cao, các cõi trời thì trở lại, nhất là các cõi phẩm thiên thì ở cõi dục, ở các cõi dục thiên cũng còn có khổ khổ chút ít, chút ít thôi, nghĩa là họ cũng còn hờn giận ghen tuông sợ hãi, nhưng mà ít thôi. À, còn bệnh hoạn đói lạnh thì họ không có. Còn cái các cõi phẩm thiên thì tuyệt đối không có một chút khổ tâm, mà không, họ không còn tâm sân nữa ha. Họ cũng không có đau bệnh ốm đói nóng lạnh tê mỏi nhức buốt, họ không có nữa. Nhưng mà nó còn, họ còn lại cái khổ khác, đó là khi mà sống hết tuổi thọ trên đó rồi thì họ phải trở xuống, mà trở xuống đi về đâu thì rất là bất định nha. Thì trong theo có luật A Di Đàm thì từ cái cõi phẩm thiên sanh xuống, người ta phải sanh qua một cái kiếp kiếp độn, có nghĩa là họ không thể nào mà trực tiếp đi thẳng vào các cõi đọa được, bởi vì họ đã trải qua một thời gian quá dài họ sống bằng thiện tâm. Cho nên từ cõi phẩm thiên sanh xuống, họ qua một cái kiếp trung gian, có nghĩa là họ phải sanh làm người hay là làm chư thiên cõi dục sung sướng trước. Rồi sau khi mà hết cái kiếp độn, cái kiếp trung gian đó rồi đó, cái kiếp độn đó, hết rồi đó, thì coi như là hoàn toàn bất định, nhớ nha, khổ gì đó. Như vậy thì ngoài các cảnh giới mà ta hướng đến cũng nằm trong ba khổ. Ngay đến cái cảnh giới mà ta hướng đến cũng nằm trong ba khổ, và ở các cõi thấp thì còn có đủ ba khổ, ở các cõi cao chỉ có hoại khổ và hành khổ mà thôi. Nói thức duyên danh sắc có nghĩa là thức ở đây là ám chỉ cho các cái tâm quả, mà trong đó là nó có 32 tâm quả đó, trong đó nó có 19 tâm đầu thai dẫn về các cõi. Học kỹ cái giáo lý duyên khởi đến chỗ này, ta thấy rằng không có ai đi đầu thai hết, chỉ có cái tâm tái tục và cái danh sắc đầu đời ở mỗi kiếp sống thôi. Cảm thấy nghe kịp không? Thí dụ như bây giờ tôi có một cái tâm bất thiện, thì ngay lúc tâm bất thiện này nó xuất hiện thì nó đã kín đáo tạo ra một cái tâm đầu thai cho kiếp sau. Mà cái tâm đầu thai đó hiện giờ nó không có, nhưng mà khi mà đến cái lúc mà nó trổ quả thì tự nhiên nó có mặt. À, các vị nghe kỹ đấy nha. Rồi bây giờ tôi đang có cái tâm lành nè, bây giờ tôi đang giảng kinh cho bạn con nghe bằng cái tâm thiện này, thì ngay lúc mà tôi có cái lòng lành như vậy thì tôi đã kín đáo và lặng lẽ là âm thầm tôi tạo ra những cái tâm đầu thai cho các cõi vui. Rồi các vị hỏi bao giờ tôi được đầu thai cõi vui thì tôi không biết, bởi vì trong dòng sanh tử luân hồi nó quá lâu quá dài, tôi có đủ nghiệp thì ngạc hết. Thì đến cái lúc bây giờ năm nay tôi 47 tuổi rồi, tôi không biết tôi sống được bao lâu. Tôi sống 60 tuổi thì còn 13 năm nữa, rồi 70 tuổi thì còn 2-3 năm nữa. Thì thí dụ như vậy đó, mà lúc đó mà cái quả giảng kinh này nè mà nó trổ thì tôi được sanh lên. Còn hỏi lên đâu thì trời biết, có thể sanh lên trở lại làm người, hoặc là làm càn tháp bà, làm dạ xoa, làm chư thiên gì đó không cần biết. Còn nếu mà lúc đó, mà lúc tôi tập thở mà cái nghiệp ác quá khứ mà nó trổ thì coi như trong 3 giây. Sáng nay 9 giờ giảng cho bà con nghe thì chiều nay 3 giờ là tôi đã xuống cống, tôi nằm ở dưới rồi. Dạ, yeah, làm con trùng chỉ ở dưới. Cái con trùng chỉ nó giống y hệt như là cái sợi bánh hỏi vậy đó. Mà các vị nhớ nha, từ cái thân người ha mà lọt xuống ở dưới mấy cái thân sa đọa nó chỉ có 3 giây. Mà từ cái thân sa đọa mà nó trở lên làm người đó là có thể là 3.000 tỷ năm. 3.000 tỷ năm chưa chắc trồi lên nổi. Bởi vì sao? Vì lọt xuống dưới rồi cái cơ hội mà trồi lên nó khó vô cùng nha.
mà lên được rồi nó cũng u u minh minh, nó khờ khờ khạo khạo cũng lâu à, mà cái thứ khờ khờ nó dễ làm chuyện tầm bậy lắm, nó lọt xuống trở lại nữa. Các vị nghe kỹ không, nó ớn nớn cái chỗ đó, đó tức là khi mình làm nghiệp bất thiện thì mình sẽ có những cái tâm đầu thai về cõi khổ, mà đã lọt xuống dưới rồi cái cơ hội mà lên nó rất là khó, nó rất là lâu. Có một lần đó, ngài Ca Diếp ngã trong cái hang động, ngài nhìn thấy mấy trăm con dơi nó treo toàn ten đó, cái ngài mới suy nghĩ, ngài nghĩ mấy cái con này khổ tội nghiệp, nó đã làm dơi bao lâu rồi. Thì khi ngài nghĩ như vậy thì ngài biết ngay là nó đã làm dơi 500 kiếp sống liên tục. Thì ngài mới suy nghĩ thêm, nghĩ bây vậy bây giờ nó hết kiếp dơi này là nó đi về đâu. Thì ngài thấy nó tiếp tục nó làm dơi thêm 500 kiếp nữa, thì lúc đó Đức Phật ngài xuất hiện. Ngài nói rằng cái khả năng mà quán sát nó chỉ có chánh đẳng giác và cái tinh văn đó thì không thể nào soi rọi tới, kinh khủng chưa? Kinh khủng như vậy. Có nghĩa là cái sự sa đọa của cái loài mà khổ cảnh, loài mà ở dưới khổ cảnh là nhiều khi nó lâu đến mức mà một vị tinh văn là cũng không có cái tài nào mà nhận ra, ớn lắm. Mà quý vị nhớ nha, cái đó không phải là hồi xưa tôi tưởng là Đức Phật nói cho mình sợ, mà sau này tôi già rồi thấy cái đó đúng, nó phải ngài nói dọa đâu, đó là sự thật. Là các vị coi một ngày 24 giờ đồng hồ các vị thiện được bao lâu, mà mai là biết đạo đó nha, mà thiện tâm thiện được bao nhiêu thời gian, mà cái tâm trời ơi tâm tào lao là bao nhiêu thời gian, và cái thời gian mà quý vị vào nghe giảng trong room này nè, cái tâm thiện nó được bao nhiêu phần trăm thời gian, và cái tâm tầm bậy nó được bao nhiêu phần trăm thời gian đang nghe giảng kinh đó nha. Huống hồ chi là không còn thầy bạn bên cạnh, không còn nghe lời kinh lời kể nữa, chỉ còn lại một mình ta với ta, ta sống bên cạnh chồng vợ con cái bạn bè láng giềng, lúc đó mình mới thấy cái phiền não của mình nó đầy cả ngày nha. Cho nên ở đây hành giả tu có thọ quán và tâm quán mới có dịp thấy rõ rằng ở đây không có ai đi đầu thai hết, mà chỉ có tâm đầu thai và danh sắc đầu đời ở mỗi kiếp sống mà thôi. Ở cõi hữu sắc á, thì đầu kiếp sống có sắc pháp, ở cõi vô sắc thì trước sau chỉ có danh pháp, là chỉ có tâm mà thôi. Gom chung các cõi mà nói thì dầu sanh ra ở đâu cũng chỉ là sự hiện hữu của danh sắc, không còn gì ngoài ra nữa. Như trên đây vừa nói thì ở cõi ngũ uẩn đôi lúc có đủ lục nhập, tức là đủ 6 căn nha, có lúc chỉ có 3 nhập thôi, có nghĩa là như cõi Phạm Thiên họ chỉ có nhãn nhĩ về ý thức, còn ở các cõi vô sắc thì họ chỉ có các cõi tứ uẩn, có nghĩa là họ chỉ có cái ý nhập, tức là ý xứ thôi. Các vị có học A Tỳ Đàm á thì ở chỗ này tôi không cần nói nhiều, còn ở đây quý vị chỉ cần nhớ đại khái là nghiệp ngũ uẩn sẽ dẫn đến tâm tái tục ngũ uẩn, tâm tái tục ngũ uẩn sẽ dẫn đến sự có mặt của 6 xứ ở, tức là của 6 căn ở cõi ngũ uẩn. Với người không tham thích trong 5 trần á, thì sẽ không có tạo nghiệp ái qua 5 cái xứ đầu tiên, tức là qua 6 căn, qua 5 căn vật chất. Mình nghe không, các vị nghe kỹ không, người không có thích 5 trần á, thì họ sẽ không có tạo nghiệp qua nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, vì vậy á tâm tại tục của họ không có chứa chủng tử của 5 cái đó, cho nên là chỉ sanh ra cõi nào mà không có 5 cái đó thôi nha. Hành giả thấy được những điều vừa nói nên khi tu quán thấy mình thích cảnh sắc thì phải hiểu rằng ta đang gieo nghiệp để có mắt trong tương lai. Khi mà thích nghe cái gì đó mà thích đó, thì biết là ta đang tẹo tao tạo nghiệp, đang gieo nghiệp để có cái lỗ tai trong tương lai. Khi ta nghe cái mùi gì ta thích đó, thì ta biết rằng ta đang gieo cái nghiệp để có cái mũi trong tương lai. Đấy, nói chung là thích trong cảnh nào thì sẽ tạo ra các cái căn tương ứng như vậy trong kiếp sau. Nói chung các vị còn nghe không? Hành giả đó tu tập 4 niệm xứ qua lý duyên khởi, đó là cơ hội tốt nhất để ta quán chiếu 4 đế, 12 xứ, 18 giới qua khía cạnh nhân quả và khía cạnh tam tướng của danh sắc. Cái tác động mới là nhân, mà cái được tác động mới là quả. Các vị nghe kịp không? Các vị có phân biệt hai cái này không? Một cái là tác động và cái bị tác động. Một cái là bị tác động, một cái là tác động. Nhân à, cái tác động. Còn quả là cái bị tác động. Cái tác động là cái nhân, cái được tác động là quả.
Cái nào có tham ái đi cùng mới là tập đế, cái nào không có tham ái đi cùng mới là khổ đế. Chỉ biết bao nhiêu đó thôi, chỉ nhớ bao nhiêu đó, tại mình đang còn là phàm, mình chỉ học cái hai đế đầu tiên thôi nha, hai đế đầu tiên là mình chỉ quẩn quanh trong hai cái đó. Và khi mà anh chán tập, chán khổ thì lúc đó anh đang tu theo cái đạo đế nha. Còn bình thường thì sống chỉ có hai thứ đó thôi. Từ đó hành giả chỉ có gì có dịp thấy rằng ở đây chỉ có các phần danh sách tiếp nối sau nhau sanh diệt, mà gọi chung là sự sanh diệt của khổ và tập đế. Đối với người không có tu tập thì sáu căn đời này là điều kiện cho sáu căn đời sau. Mỗi giây phút thất niệm là một cái mối nối trên dòng sanh tử. Tu tập là cái tu tập thiền xứ là cái cách tách rời các mối nối để cho chúng không liên kết với nhau nữa nha. Còn nói sáu căn duyên cho sáu súc có nghĩa là được gọi là sáu căn là vì có sáu cảnh và sáu thức, được gọi là sáu thức là vì có sáu căn và sáu cảnh, được gọi là sáu cảnh là vì có sáu căn và sáu thức. Trong đây có trong nữa có nghe kịp không ta? Cái gì đó trên đời này mà nó được gọi là cảnh sắc là bởi vì á, nó bị thấy bằng mắt. Khi mà nó bị thấy bằng mắt á, thì nó mới là cảnh sắc. Khi mà nó được biết đến qua cái âm thanh á, thì lúc bây giờ nó là cảnh thinh. Khi mà nó được biết đến qua cái lỗ mũi á, thì lúc đó được gọi là cảnh khí. Khi mà nó được biết đến qua cái lưỡi thì nó là cảnh vị. Khi mà nó được biết đến qua cái xúc giác thì nó là cảnh xúc. Mà cũng cái vật đó mà khi mà nó được biết đến qua cái tâm ý thì nó là cảnh pháp. Trong trong có nghe kịp không? Đây, bây giờ cái ly nước nè. Tôi uống nước vô trong miệng của tôi đó thì lúc đó là cảnh vị, bởi vì tôi biết nó bằng 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 lưỡi, mà cũng là cảnh xúc vì tôi biết nó bằng thân của tôi nha, bằng biết bằng xúc giác. Bởi vì tôi biết nó nóng lạnh mà, tôi biết nó nóng lạnh, biết nó là mềm hay là cứng tôi biết. Nhưng mà bây giờ tôi không có uống nó mà tôi chỉ rờ, tôi chỉ nhúng tay cho nó thôi, là lúc bây giờ tôi chỉ biết nó bằng thân thôi, nó là lúc bây giờ nó là cảnh xúc. Mà tôi nhìn nó là cảnh cảnh sắc, mà tôi lắc nó nghe ốc ách ốc ách trong chai á, thì lúc đó nó là cảnh cảnh thinh, nhớ nha. Cho nên á, là cái gì đó nó được gọi là cảnh xúc là khi nào nó được biết bằng xúc giác, nó là cảnh khí khi nào nó được biết bằng khứu giác, bằng mũi nha. Đời sống mình mà xé nó ra thì nó buồn cười, mình nó tâm ni như vậy đó nha, nó có gì hết. Cho nên mới nói nè, cho nên hôm nay mới nói là được gọi là sáu căn á, tức là được gọi là con mắt là bởi vì nó có khả năng thấy. Được gọi là sáu cảnh á, là bởi vì nó có thể bị biết bằng sáu căn. Còn được gọi là sáu thức là bởi vì đó là cái biết của sáu căn. Bởi vì nếu chỉ có thần kinh thôi, nó chỉ mình chỉ có thần kinh thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác ha, mà không có cái tâm thì không biết. Thí dụ như lúc quý vị đang ngủ thì con mắt của một cái người không có mù thì lúc họ ngủ mắt họ vẫn còn nằm ở đó chứ nha. Nhưng mà lúc nó không có nhận thức là bởi vì lúc của con mắt mình nó không có nhầm cái lúc nó đang làm việc nha, nhớ cái đó. Và cái chai nước mà hồi tối mình nhìn bây giờ nó nằm kế bên mình, nhưng mà nó không được gọi là cảnh xúc, không được gọi là cảnh sắc, là bởi vì lúc mình đã ngủ rồi, mình không có thấy nó nữa, mình không có sờ chạm nó, mình không có uống nó nữa, mình không có nghĩ về nó nữa nha, lúc mình đang ngủ mà. Nhưng mà lát sau mình thức dậy thì cái chai nước nó trở thành sáu cảnh cho mình, nhớ cái chỗ này các nha. Cái chai nước đó khi mà mình thức rồi đó thì nó có thể là sáu cảnh cho mình, nhưng mà khi mình nằm ngủ hoặc khi mình thờ ơ, mình không nghĩ tới nó, không nhìn tới nó, không quan tâm tới nó, không lưu ý tới nó thì nó chẳng là gì hết, nó không phải là sáu cảnh của mình nữa, mà nó là sáu cảnh của người khác. Lúc đó ai chú ý tới nó, ai nghĩ về nó thì nó là cảnh của người đó nha. Và sáu căn, sáu cảnh, sáu thức cộng lại với nhau thì được gọi là xúc. Như vậy nếu bỏ đi sáu xúc thì không còn cái gì được gọi là chúng sanh hay là thế giới hay là vũ trụ hay là galaxy nữa, không còn nha. Rồi nói xúc duyên thọ có nghĩa là không bao giờ có xúc mà lại không có cảm giác. Khi nào mà cái thần kinh thị giác, khứu giác, thính giác, xúc giác của mình nó làm việc thì lúc đó mình phải có cảm giác thích, cảm giác dễ chịu hay là cảm giác khó chịu, khổ lạc ưu hỷ xả phải có nha. Bên cạnh nhãn xúc là bên cạnh cái sự mà tiếp cận của thần kinh thị giác với cảnh sắc á, chắc chắn là nhãn thọ. Mà bên cạnh thân xúc chắc chắn là thân thọ, bên cạnh ý xúc chắc chắn là ý thọ. Còn đó là thọ gì thì tùy trường hợp, có lúc thì dễ chịu, có lúc thì khó chịu, có lúc thọ xả, thọ hỷ, thọ ưu, thọ khổ gì đó. Cái quan trọng là xúc đóng vai trò điều kiện bắt buộc cho thọ, và thọ được sanh ra từ xúc. Có một điều ở đây bà con nhớ giùm,
là mình nghe nói là xúc nó tạo ra thọ, rồi mình tưởng là trước sau chứ không có, cùng một lúc xúc có mặt là thọ có mặt cùng một lúc, nhớ nha, chứ không có cái vụ mà thọ xúc trước rồi thọ sau, nhưng mà tại cái cách nói nó nghe nó làm như là cái ông này đi trước ông kia vậy đó, nhớ nha. Thí dụ như bây giờ mình học giáo lý mà qua chữ nghĩa đó thì mình thấy là ái duyên, thọ duyên cho ái, cái ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, mình thấy làm như nó nguyên một giây vậy, có trước có sau. Nhưng mà thực ra nó không phải như vậy, là vì khi mà tôi thích tức là ái có mặt thì bản thân ái lúc đó đó nó đã là thủ, nó đã là thủ rồi, mà bản thân ái nó đã là nghiệp hữu rồi, mà bản thân ái đó nó đã ngầm tạo ra cái sanh hữu, tức là nó đã ngầm tạo ra cái nhân tái sanh cho đời sa kiếp khác rồi. Nhưng mà sự ý Đức Phật tách ra đây cho mình thấy nha, giống như bây giờ ngài nói thế này, nhờ có tiền á thì mình mới là được sung sướng, không nhờ có tiền mới có thức ăn, rồi nhờ có thức ăn mình mới khỏe mạnh, rồi nhờ khỏe mạnh mình mới có sức khỏe, mình mới tập thể dục, mình mới đi du lịch nó vui, tức là kể thứ đó thì mình nghe như vậy đó ha, chứ thật ra nó là chỉ từ cái mình chỉ dọn bằng ăn ra mình ăn thôi, là đằng sau cái ăn đó là bao nhiêu chuyện xảy ra lúc mình không có thể kể ra hết. Nhưng mà chính vì mình ăn uống thuốc men mà nó hợp lý thì mình có sức khỏe, mà tất cả những cái đó là nó có ngay trong lúc đó, tức là tất cả những cái đó là tương lai của cái đó. Nhưng mà ở đây mình không thể hiểu nghĩ cái trước sau được, nhưng mà nói ra thì làm như có trước có sau vậy đó. Nó ăn cái này thì nó bổ sung cho vitamin C nè, D nè, B6, B1, B12 nè, mình thấy kể B6 trước rồi lát sau mới tới B1 rồi B12, rồi mình cứ tưởng là như vậy thì khi mình ăn vô cái B12 nó có sao rồi, rồi trước đó là B6, rồi trước nữa là B1, cũng phải, không phải nha, không phải, nó là cùng một lúc, mà kể ra phải có cái trước, kể ra cho mình dễ hiểu dễ thấy dễ liên tưởng. Rồi còn nói thọ duyên ái đó là đây là chính là cái vấn đề cốt lõi của cái gọi là dòng luân hồi, hay là sự khác biệt giữa phàm và thánh. Đối với phàm phu á, không có niệm và tuệ và phiền não vẫn còn ở cái dạng khả năng, cái dạng tiềm tàng đó, thì khi mà có cái cảm giác khó chịu lập tức sân có mặt, mà khi có cảm giác dễ chịu thì lập tức tham có mặt, nó gắn liền như vậy hả. Tức là nhãn, ví dụ như bây giờ nhãn xúc là cái biết của mắt đối với cảnh sắc, thì ngay cái lúc đó cảm giác khó chịu cũng có mặt, và cảm giác khó chịu đó là nền cho tâm sân có mặt. Còn nếu lúc mắt nhìn thấy cái gì đó mà nó có cái ý thích thì cái ý thích đó chính là có từ cái sự dễ chịu, mà cái thích đó chính là ái, và cái ái đó nó đã ngầm tạo ra cái nhân luân hồi được kiếp sau. Dù ta có là ai, phàm hay thánh, và đó là cảnh gì, siêu thế hiệp thế, thì bên cảnh xúc bắt buộc phải là thọ, còn đằng sau thọ nó có là ái hay không thì đã nói rồi, tùy trường hợp nha. Còn nói thọ duyên ái, đây là vấn đề cốt lõi của cái gọi là dòng luân hồi. Nhãn thọ gắn liền với sắc ái, thân thọ gắn liền với xúc ái, vân vân. Nói trên chi pháp thì ái và thủ chỉ là một, có một điều ở lúc thì là tham hợp tà, lúc là tham ly tà, chỉ vậy thôi. Chính cái cường độ khánh khích sâu dày của ái thì lúc đó nó khiến cho nó được gọi là thủ, chỉ vậy thôi. Nên ở đây ta có thể kể ái duyên thủ rồi thủ duyên hữu cũng được, mà nó là ái duyên cho hữu không thông qua thủ cũng không sai. Vì sao? Là vì ái với thủ chỉ pháp là một, nhớ nha, là một. Từ có cái thích, mà cái thích đó cộng với cái thích mà cộng với cái thói quen thiện pháp sẽ tạo ra thiện nghiệp. Cái thích mà cộng với cái thói quen ác pháp thì sẽ tạo ra ác nghiệp nha. Rồi cái ác nghiệp á thì đưa về cõi khổ, mà thiện nghiệp á đưa về cõi lành, chỉ vậy thôi. Nhắc tới nhắc lui tôi biết trong đêm là tôi cố ý tôi đọc tới đọc lui giống như là tôi chưa đọc cái đó, mà cố ý cho bà con nhớ nhớ hoài cái đó, nhớ nha.
cái thích mà cộng với thói quen thiện pháp nó tạo ra thiện nghiệp, rồi cái thích mà cộng với cái thói quen ác pháp sẽ tạo ra ác nghiệp. Ví dụ như bây giờ là tôi thấy người ta đẹp, thấy người ta giàu, tôi thích quá, tôi mới làm phước để kiếm sau tôi sinh ra tôi vừa đẹp vừa giàu. Còn không nữa, tôi thấy người ta đẹp giàu quá, tôi mới nghĩ đến cái chuyện là tôi đi ăn cướp. Tôi đi ăn cướp như vậy thì cũng cái thích đó đó, mà một bên thì là cái thích mà cộng với thói quen làm thiện thì nó sẽ dẫn đến nghiệp thiện. Còn mà cái thích mà nó cộng với cái thói quen bất thiện thì sẽ tạo ra nghiệp bất thiện, chỉ vậy thôi. Thì cái nghiệp thiện nó dẫn mình đi lên, mà ác nghiệp nó dẫn mình đi xuống, chỉ vậy nè. Cho nên đây là lý do tại sao mình phải tu tập cái tâm quán niệm xứ hoặc thọ quán, để mình kịp thời phát hiện rằng đây là nhân lành hay là nhân khổ đây ta. Trong mọi phút nha, mọi phút mỗi giây để tâm trạng mình như thế nào, nên nếu mình tu thọ quán thì mình biết đây là thọ khổ nha. Thọ khổ là đủ rồi, chứ còn mà bất mãn trong thọ khổ là nhân sinh khổ tiếp. Rồi khi mình biết mình có được cảm giác dễ chịu thì mình biết đây là cảm giác dễ chịu nha, nhưng mà tới đây đủ rồi, chỉ còn đây là chỉ cần thích nó là nhân sinh khổ nha, nhân sinh luân hồi nha. Thì ngay bây giờ quý vị không có tu hành gì hết, quý vị nghe này quý vị thấy nó khô, quý vị ngán nha, nhưng mà phải nói hôm nay trong room này những người tò mò hoặc là quẩn quá biết làm gì ngồi nghe có thể không giúp được gì đâu, nhưng mà mai này một lúc nào đó, chiều nay mai mốt bữa kia bữa kia bữa kia, mà nếu mà quý vị ngồi nhớ lại từ từ, mà nếu mà có cái duyên mà thực tập hành trì, quý vị sẽ từ từ quý vị thấy nó cũng an lạc, rất là an lạc. Cứ mỗi lần mà thấy nghe ngửi nếm lúc nào cũng biết bất thấy mà bất mãn đây là tâm sân, thấy mà thích đây là tâm tham. Tham ở đâu thì là khổ, là tập đế ở đó, mà ở đâu vắng mặt tham thì ở đó là khổ đế. Nhớ là vắng mặt tham là khổ đế, mà có mặt của tâm tham thì đó là tập đế. Cứ nhớ bao nhiêu đó thì đừng có nhớ hai cái đế sao, mà lắp nha, mình chỉ có bao nhiêu đó thôi, chứ đừng có ngồi bắt chước ai đó là nói là cư trần bất nhiễm rồi diệu hữu chân không cao siêu quá đi, mệt lắm nha. Cứ nhớ như hãy có tham ở đâu đó là tập đế, mà ở cái chỗ nào không tham đó là khổ đế, cứ nhớ nhiều rồi. Thì chính vì có thích cái này thích cái kia mà cộng với thói quen thiện ác, cho nên ta mới tạo các nghiệp thiện ác. Mà chính vì có tạo nghiệp thiện ác cho nên ta mới có các cái loại tâm đầu thai cõi khổ cõi vui. Mà chính vì có tâm đầu thai cho nên ta mới đi tái sanh cõi này cõi nọ, và từ đó mới có là thương xa ghét phải gần, muốn mà không được, và đã có thân thì phải có bị cái cảnh sanh già đau chết đó, và vô vàn những cái nỗi khổ khác mình không thể kể xiết nha. Chứ còn những cái khổ căn bản thì là sanh là khổ, già đau chết là khổ ha, muốn không được là khổ, thương thích mà phải xa, ghét sợ mà phải gần, đó là khổ. Đó là kể gọn, cái khổ mà kể gọn thì đếm đầu ngón tay thôi, nhưng mà khổ chi tiết thì không kể xiết, nhiều lắm quý vị biết không, nhiều lắm. Nó thí dụ như nói là ghét, ghét mà phải gần á, cái chữ ghét ở đây nó đâu phải là con người không, mà nó là vật nữa. Cái chỗ này nó hôi quá đi, nó nóng quá đi, mà tôi phải ở đây tôi đi không có được, mũi quá, cát nhiều quá, sình lầy nhiều quá. Như vậy thì nó cùng lúc là muốn mà không được, có nghĩa là muốn là lìa khỏi đây mà cũng không lìa được, chán ở đây mà phải ở lại đây. Đó là đối với cảnh, đối với vật. Còn đối với người thì bà con hiểu rồi, có những trường hợp mình ớn cái người đó quá mà mình phải gặp hoài. Tôi nhớ tôi có người quen một bà Phật tử, họ nói bây giờ mà có ước gì mà có một cái phép lạ nào đó, mà họ tìm được một cái sở làm khác, một cái job khác, họ không có gặp mấy cái người đó nữa. Tại vì họ gặp những người mà chung sở mà cái tánh rất là xấu, xấu mà ác mà thâm độc mà gian trá mà ba xạo đủ thứ, nhưng mà bây giờ nó khổ quá khổ đi. Bây giờ nó là đi được, là bỏ sở là bỏ được liền, nó bỏ nhưng mà khổ chứ bị bỏ đi đâu. Với khả năng, với trình độ, với điều kiện chỗ ở nhà cửa như vậy, bây giờ kiếm một cái job khác không có dễ, đành cắn răng. Cho nên nó đừng có nói chuyện tù tội bệnh hoạn chết chóc nha. Chỉ riêng cái chuyện mà ở gần cái người mình ghét đó là cả một vấn đề. Người Việt xưa có một câu, giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng đó. Nỗi mà khổ của nàng dâu không là đủ để mình chứng thánh rồi. Nghĩ cảnh mà luân hồi mà làm dâu người ta đó, thấy không? Hoặc là thanh nhanh làm rể chương đài, một năm ăn hết 12 vại cà, làm rồi làm rể ngày xưa đó, nó cũng động trời lắm. Có những cái gia đình mà nó trời ơi, nó bắt rể đó là ở đó là nó ô nhục biết bao nhiêu, mà nhà mình nghèo
rồi mình phải bán mặt mà sống, nhìn cái buồn vui của bên vợ mình sống, nhìn cái buồn vui bên chồng mình sống, khổ lắm. Mà đó là những cái khổ mềm đó, chỉ còn cái kiểu mà bị nấu ở trong chảo dầu đó, như vua Xà Thế đó, ông bị nấu trong cái chảo dầu mà coi như nó là dầu nó sôi, nó đưa ông từ ở trên mặt chảo đó, đưa xuống tới đáy chảo là 30.000 năm. Rồi từ dưới đáy chảo mà nó trồi lên trên được cái mặt chảo là 30 nữa là 60. Ông phải trải qua 60.000 năm như vậy thì ông mới thoát khỏi cảnh địa ngục đồng sôi. Rồi mới trở lên đây ông tu tập Ba La Mật. Mà do cái hạnh nguyện của ông cho nên A Xà Thế bây giờ là ông phải tu thêm 2 A Tăng kỳ nữa mới chứng độc giác. Còn ông Đề Bà Đạt Đa đó, bây giờ là ông coi như là ông cái chiều cao của Đề Bà Đạt Đa bây giờ là 100 do tuần. Có nghĩa là cái chân ổng nó bị ngập ở trong 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 sắt, mà sắt cháy đỏ, mà cái đầu ổng nó bị niền cũng trong sắt. Nói chung là ổng giống như cây cột vậy đó, là cái một phần đầu ổng nó dính ở trong cái sắt, sắt bị chảy, là cái chân ổng nó bị lún ở trong sắt bị chảy, mà ổng phải đứng thẳng như vậy suốt một tiểu kiếp như vậy là không biết bao nhiêu tỷ năm. Từ từ đó nó mới hết cái thời gian cái địa ngục mới sanh lên đây, ổng luân hồi thêm 100.000 đại kiếp nữa thì ổng mới là đắc quả độc giác. Mà đắc xong rồi chỉ sống có 7 ngày thôi. Mà người gầy như bộ xương mà mở miệng ra nó hôi cả làng vậy đó. Bởi vì nghiệp yếu thọ một phần đó, ngài cũng không muốn sống lâu bởi vì dễ gieo nghiệp xấu cho người ta, để ghét mình đó, để khinh mình đó. Cho nên ngài Niết Bàn đắc xong trong vọng tình của Niết Bàn liền. Đó là Đề Bà Đạt Đa. Có nghĩa là cái kiểu tu mà có cộng với quá nhiều ác nghiệp, tới hồi chứng nó cũng trầy trật, các vị thấy không? Mà muốn trở thành độc giác là phải trải qua thời gian là 2 A Tăng kỳ, 100.000 đại kiếp. Mà ông Đề Bà Đạt Đa ông tu hết cái số chẵn rồi, ông tu hết 2 A Tăng kỳ, còn sót là số lẻ là 100.000 thôi, 100.000 đại kiếp. Còn ông A Xà Thế ông tu hết cái lẻ, còn sót là cái chẵn, còn dư nguyên cái chẵn luôn. Có nghĩa là ông A Xà Thế là ông mới tu có 100.000, còn sót lại 2 A Tăng kỳ nữa mới xong nha. Cho nên là nhớ cái đó, nhớ mà ớn có dòng luân hồi nó vậy đó. Có nghĩa là có thích có ghét thì mới có tạo nghiệp, mà do cái trình độ của mình, do cái thói quen của mình, cái thói quen khác mà cái trình độ khác, do cái trình độ và cái thói quen của mình nó khiến cho mình là tạo, đứng trước cái cảnh đó mình tạo nghiệp thiện nghiệp ác. Mà thiện thiện cỡ nào mà ác ác cỡ nào thì nó tùy cái trình độ và tùy cái thói quen. Dạ rồi, do có các cái tâm đầu thai nên mới có kiếp sống mới, mà từ cái chỗ kiếp sống mới đó chúng ta mới chấp nhận các thứ khổ khác nhau nha, khổ khác nhau. Mà dầu cho sanh về các cõi lành á thì nó cũng có cái khổ riêng của nó, đó là sống hết tuổi thọ cũng phải chết, đó cũng là một cái khổ nha. Bây giờ mình mới quay trở lại cái tâm quán niệm xứ, rồi sẽ nãy giờ lại học cái lý thuyết thôi, giờ mình học qua cái tâm quán niệm xứ. biết hôm qua rồi, đúng rồi. Ai cũng bây giờ mình ôm lại cái hôm qua nè, ai cũng nói tu tập tự quán là biết cảnh hiện tại, nhưng mà ta phải hiểu rằng cái chữ hiện tại là nó thường nghĩa chế định, nghĩa thông thường, nghĩa đồng hồ của mình đó. Có nghĩa là ngay lúc này nè, thí dụ hỏi lúc này sống làm sao thì mình nói lúc này hả, lúc này từ tôi đang đi làm thợ hồ, thì cái chữ lúc này là mình phải hiểu là trong cái tháng này, trong cái năm này. Chứ còn ngay exactly cái thời điểm này nè thì mà ông đang nói chuyện với mình mà ông kêu nó phải ông đuôi đâu mà ông thấy, nhưng mà ông hỏi lúc này nè ông làm cái gì, ông sống, thì ông kêu nó lúc này hả, lúc này tôi đang làm tự hồ, thì mình phải hiểu cái lúc này nghĩa là sao, không phải là right now right here mà là this month nha, this month, nhớ vậy. Chứ còn không phải là ngay hôm nay, ngay giây phút này thì không phải. Tôi phải nhớ nữa, cảnh hiện tại là cảnh vậy đó, nhưng mà đó là cái hiện tại mà tôi nói gần nhất. Còn mà cái người không có tu tuệ quán, không tu tính niệm xứ thì cái hiện tại của mình có thể là trong ngày nay, trong tiếng đồng hồ này, trong buổi sáng này, trong buổi trưa này, trong buổi chiều này, trong buổi tối này, trong buổi khuya này. Còn cái hiện tại của tứ niệm xứ thì nó cận hơn một chút. Tâm tham là tâm bất thiện, khi ta biết tâm tham đang có mặt thì có nghĩa là ta đang dùng tâm thiện để quan sát tâm tham. Vì tốc độ sanh diệt của tâm rất nhanh và chúng không chỉ xuất hiện một lần nên ta mới có thể kịp thấy chúng và dễ dàng tưởng lầm nãy giờ chỉ có một tâm tham hay tâm sân kéo dài trong mấy phút. Ngay trong tâm ngũ xung thức, tức là trong cái biết của mắt tai mũi lưỡi đó, thì tốc độ sanh diệt của nhãn thức
À, tốc độ sanh diệt của nhãn thức. Hai thiệt thức thân thức cũng đều như nhau, nhưng mà hành giả luôn thấy hình như cái thanh nó lâu hơn. Thí dụ mình để nhìn thấy cái gì đó mà trong chớp mắt mình đã thấy rồi, còn cái cơn đau của mình đó, thì nhiều khi mình thấy mình tưởng tượng nó có cái gì đó nó dài, nó dai, nó nặng, nó đè lên mình suốt mấy tiếng đồng hồ vậy đó, ví dụ như vậy. Cho nên nhiều khi mình có cảm giác hình như cái thanh thức nó lâu hơn, không phải tất cả nó đều bằng nhau hết, nhớ nha. Mà tại vì khi mình thấy đau lâu là bởi vì nó vô số sát na, nó tiếp nối nhau hoài hoài, những cái đó nó giống nhau, cho nên mình cứ tưởng là trước sau chỉ có một, không phải, nhớ nha. Hành giả phải dùng niệm và tuệ để thấy rằng cơn đau hay sự ngứa ngáy đó thực ra là sự ghép nối liên tục của vô số tâm thân thức thọ khổ. Hơn ai hết, hành giả tu tập tâm quán niệm xứ hiểu rằng đời sống của mình là sự ghép nối liên tục của sáu thức, của các tâm thiện ác, buồn vui trong từng giây, và cái trước được thay thế bằng cái sau, cái mới thay thế cho cái cũ. Mọi sự diễn ra trong một tốc độ nhanh bao nhiêu tùy theo khả năng quan sát của hành giả. Niệm tuệ càng bén nhạy chừng nào sẽ thấy các tâm sanh diệt mau lẹ chừng ấy. Thấy chúng sanh diệt mau lẹ ta mới hiểu vì đâu Phật dạy thân tâm này là vô thường, rỗng tuếch, không cốt lõi. Mọi sự trôi đi mà ta không cách nào kèm giữ hay níu kéo được. Và chính ngay điểm này hành giả thấy rằng ba khổ gắn liền với những gì là vô thường, và cái gì là khổ thì không đáng để cho ta cho đó là tôi hay là của tôi. Cái việc mà đi tìm một cái tôi trong cái cõi đời đau khổ này, nó giống như mình là mình cố tìm đi xin quốc tịch ở cái xứ Iraq hay là ở cái xứ mà Syria vậy đó. Tức là nó khổ như vậy mà mình chung đầu vô đó làm công dân cái xứ nó làm cái gì nha. Mà vấn đề là tại vì mình không thấy Iraq là khổ, không thấy cái đó là cái xứ nguy hiểm, không thấy rằng đặt chân vô đó là sống nay chết mai, mà mình cứ tưởng đó là hay là đẹp thì mình mới cắm đầu vô trong đó. Chứ nếu mà mình biết rồi đó hả, người ta có trả tiền tháng cho mình cũng dám mà vô đó mà xin quốc tịch nữa nha. Một người thông minh không bao giờ muốn sở hữu thứ gì mình không thích nha. Phàm phu khổ tâm vì sống trong chấp ngã, họ chấp ngã vì không biết thân tâm là khổ, họ không thấy thân tâm là khổ vì không thấy đúng mức cái sự vô thường của nó. Ngày hôm qua tôi nói rồi, hành giả buổi đầu mới tu tập tứ niệm xứ, niệm còn yếu, nhẫn còn yếu, định còn yếu, trí còn yếu, cho nên sợ khổ vì thấy khổ nó là cái gì đó dài dai và nặng nghe, nó đè lên người của mình. À, mình quên mất một chuyện, đó là cảm giác dễ chịu hay khó chịu nó chỉ là sự ghép nối của nhiều sắc na tâm mà thôi. Cho nên buổi đầu á, niệm yếu tuệ yếu đó, thì mình thấy cái khổ hoặc là cái vui nó là một vệt. Biết tôi nói cái này còn nhớ không ta? Người không tu gì hết thì thấy tôi, đời tôi là một vệt dài vô tận. Tới hồi mà có tu rồi đó, có học giáo lý thì mình thấy buồn vui chỉ là từng vệt thôi, từng đốm thôi, đốm vui đốm buồn. À, nhưng mà còn thấy nó là từng bạch từng đốm á, thì mình cũng còn thấy nó nhiều. Nhưng mà khi chánh niệm nhiều quá rồi đó, định nhiều quá, tuệ nhiều quá rồi, nó kiên cố rồi, nó vững chãi rồi, thì mình sẽ thấy rằng cái khổ vui nó không phải là từng bạch nữa, mà nó là từng chấm nhỏ như cây kim, chấm 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 chấm, được gọi là khổ là nhiều cái chấm như vậy, được gọi là vui cũng là nhiều cái chấm như vậy. Nhớ nha. Cho nên tu tập tâm quán niệm xứ, ta sẽ thấy rằng thân tâm này là vô thường với cái khổ gắn liền theo đó, và tự nhiên không muốn áp đặt lên nó ý muốn sở hữu nữa. Hành giả mà tu tâm xứ mình ngon lành rồi đó, thì không còn thích ở trong lạc và không còn sợ trong khổ. Là vì sao? Vì nhìn thấy cả hai đều là chớp nhoáng chớp nhoáng chớp nhoáng, lúc chỉ là chạy theo nó quan sát hụt hơi, chứ không còn cái cảm giác mà gọi là chạy trốn cái này theo đuổi cái kia nữa nha. Khi nào mà quý vị trong râm mà hành tứ niệm xứ mà các vị còn thấy còn muốn muốn cái này có mà muốn cái kia nó mất giùm cho tôi nhờ, tôi khó chịu quá, cha ơi cha đi giùm tôi đau quá, gọi là trời bây giờ mà mát nhưng mà một hồi nó hết mát là sẽ làm sao. Khi bà con còn có cái ý trông đợi cái này mà trốn chạy cái kia thì bà con phải hiểu ngầm là lúc đó cái niệm của các vị, cái trí của các vị chưa có đủ bén. Bởi vì khi mà nó đủ bén rồi á xin lỗi, nó đủ bén rồi á thì coi như là cái vị chỉ thấy nó sanh diệt chớp nhoáng, cả cái vui cả cái buồn, cả cái dễ chịu lẫn khó chịu là nó chớp nhoáng giống nhau, mình không có đủ thời gian để mà thưởng thức hay là chịu đựng nó nữa nha. À, mà lúc đó đó
nó lạ chỗ này, khi mà ta không có ý mà tìm cái vui cái sướng, không có ý trốn chạy cái khổ nữa, thì lúc đó ta mới thật sự được tự tại. Mà cái sự tự tại đó chính là một thứ an lạc mà cái kẻ không có tu thiền không có cách chi mà hình dung được. Bây giờ họ nghe họ thấy làm lạ, họ nói cái con người mình á, có da có thịt thì phải biết nóng, biết ngứa, biết đau, biết nhức, biết tê, biết mỏi. Con người là phải biết mát, biết dễ chịu, biết sung sướng, mà cái ông này bây giờ ông đến cái mức không còn biết mấy cái này nữa, làm sao ông an lạc? Sai. An lạc nó có hai cấp. Một là được sống như là ý mình thích, và cái thứ hai là không còn thích gì nữa. Trong đó mình có phân biệt được cái này không ta? Alo, có hai thứ hạnh phúc. Thứ nhất, cái kiểu hạnh phúc một á, là có được cái mình muốn, và cái thứ hai là không thèm muốn cái gì nữa hết, cỡ nào cũng ok. Cái kiểu này nó mới, cái sau nó mới được nha. Còn cái thứ nhất là có được cái mình muốn. Xin hỏi bà con, một ngày, một tháng, một năm, quý vị được có bao nhiêu lần mà có được cái mình muốn? Mà hãy cứ mà muốn mà không được là khổ. Cho nên cái tốt nhất là anh, khi mà anh không muốn cái gì hết thì anh rất là thoải mái. Và tôi nhắc lại lần nữa, tự do thật sự không phải là không không tự do thật sự đó không có phải là không có bị xiềng xích, không bị giam nhốt, mà tự do thật sự là không có cảm giác mình đang bị giam nhốt, thì cái đó mới là tự do thật sự. Còn nếu anh không phải là người tù, nhưng mà anh thấy rằng anh không thể lìa khỏi cái ngôi nhà này, anh không thể lìa khỏi cái người vợ này, người chồng này, anh không thể lìa khỏi cái mái ấm gia đình này, mà anh bắt buộc phải ở với gia đình này, thì lúc anh không phải là tù, nhưng mà anh vẫn sống bằng tâm trạng của một người tù nha. Cho nên cái quan trọng ở đây là cái nội tâm của mình. Tự do thật sự là gì? Tự do thật sự, người ngoài, người không có học đạo tưởng là muốn làm gì cũng được, nhưng mà trong Phật pháp tự do thật sự là mình không muốn cái gì nữa hết. Cái đó mới là hay đó. Cái thứ nhất là muốn gì cũng được, mà lỡ bữa nào muốn mà không được thì khổ. Còn cái ông kia thì phê hơn, ông kia ngon lành hơn. Ông anh á thì anh muốn, anh được, anh có được cái anh muốn. Còn tôi á, tôi không muốn cái gì hết, mà chính vì tôi không muốn, tôi không cần, tôi không thèm, tôi không trông đợi mong chờ, cho nên cái gì tới với tôi cũng thấy nó ok hết. Anh nhớ giùm tôi nha, tôi không ý trông chờ cái gì, và tôi không muốn trốn chạy cái gì hết. Khi mà không có trông chờ, không có trốn chạy thì cái gì nó đến cho tôi cũng ok, như vậy tôi ngon anh. Còn anh ha, anh có được cái anh muốn là tưởng anh sang, nhưng mà tôi báo cho anh một cái tin buồn nha, có bao nhiêu phần trăm những cái anh muốn mà anh có được, mà anh có rồi anh giữ nó được bao lâu? Nó không bỏ anh thì anh cũng bỏ nó. Anh bỏ nó bằng cách nào? Một là anh chán nó, hai là anh không còn giữ được nó nữa, ba là anh lăn đùng ra anh chết. Anh nhớ nha. Cho nên là mấy cái này mấy cái rất là quan trọng. Cho nên đây mới nói, khi mà ta không muốn sở hữu nữa thì thân tâm này tự nhiên an lạc, là an lạc chỗ đó, nó thoải mái lắm nha. Cái sự quán chiếu tam tướng vô thường khổ vô ngã chỉ có được từ cái việc quan sát bằng niệm và tuệ, không thể qua việc tụng đọc hay lần chuỗi. Nhớ nha, nhớ cái chỗ này nha. Bữa hôm tôi đi từ Boston về về Naples, ghé thị trường trang sức, tôi thấy nó bán cái sợi chuỗi dễ thương, tôi mới mua. Mà quý vị biết tại sao tôi mua chuỗi không? Tôi không bao giờ tôi chủ trương lần chuỗi hết, bởi vì mình theo dõi, nếu mà tôi là thiền, thí dụ tôi là hành giả, nội mà theo dõi cái hơi thở, theo dõi cái thân, cái tâm trạng, theo dõi cảm giác là nó đã hết thời gian rồi, thời gian đâu mà lần chuỗi ha. Mà nên nhớ tu cái gì thì thành Phật cái đó, tu tâm thì thành Phật ở tâm, mà tu ở ngón tay thì thành Phật ở ngón tay nha. Lần chuỗi là mình tu ở ngón tay, như vậy thì thành là thành ở ngón tay, mốt thành ra cái ngón tay mình có hào quang, còn cái trong đầu mình thì nở yên nguyên nha. Còn mình phải tu tâm mình mới thành Phật trong tâm nha. Nhưng mà tại sao tôi mua chuỗi là tại vì tôi thấy nó đẹp. Mà tôi chợt nhớ một chuyện, nói này ra nó rất xấu hổ mà không nói là không được, tại vì tôi đang lỡ miệng mình nhắc tới chuỗi mà. Thì có nhiều khi tôi biết có những người Phật tử họ không có tu hành gì hết, là chỉ có làm phước thôi, họ khoái là phải có cái tượng Phật để đeo, có cái chuỗi để mà cầm tay, nhà phải có tượng Phật bự bự đẹp đẹp để thờ. Mà có nhiều khi họ cũng ơn nghĩa cũng sắn cũng quay với mình, mà mình trong thầy chùa mình gặp họ mình cho cái gì đây?
mà có nhiều khi họ trông đợi mình ở xa về, họ cũng muốn mình cho họ cái gì đó, mà hôm nay tôi cho họ cái gì đây, thì cái mà tôi có thể cho họ chỉ có chuỗi một cái chuông nhã nhọt là tượng Phật thôi. Thế là các vị mà gần tôi, các vị có thể thấy tôi có nhiều chuỗi, có những sợi chuỗi rất là dễ thương, mà lý do rất là đơn giản là bởi vì tôi mua để mà tôi ân nghĩa với người ta nha, chỉ vậy thôi. Ok, cho nên nó này mới nói nè, sự quán chiếu tam tướng chỉ có được từ cái việc quan sát bằng niệm và tuệ, không thể qua việc tụng đọc hay lần chuỗi. Pháp tu tứ niệm xứ buổi đầu có thể chỉ là sự lặp lại điều mình được nghe, cái chỗ này phải đọc đọc kỹ, đọc chậm lại, nghe cho kỹ, nghe cho chậm nha. Pháp tu tứ niệm xứ buổi đầu có thể chỉ là cái sự lặp lại cái điều mình được nghe thôi, cũng giống như mình tập thể dục dưới sự hướng dẫn của thầy, thở ra biết là thở ra, thở vào biết là thở vào, nhìn tâm tham biết là tâm tham, nhìn tâm sân biết là tâm sân, buồn ngủ biết là đang buồn ngủ, ganh tị biết là đang ganh tị, bủn xỉn biết là đang bủn xỉn, sợ hãi biết là đang sợ hãi. Đó, lúc đó có thể là ta chưa thật sự thấm thía với cái gọi là tam tướng, phải đến một lúc nào đó ta phải quên thầy, quên sách, quên kinh, quên lý thuyết. À, quên thầy, quên bạn, quên sách, quên kinh, quên lý thuyết, mà nhìn nó trôi chảy bằng cái chánh niệm phản xạ là tự nhiên, thì lúc đó mới thấy nó vô ngã vô thường, thì cái thấy đó mới là cái thấy xài được nha. Cũng giống như mình nghe người ta nói thôi, mình nghe mình mới học về hội họa, về âm nhạc, à, mình học nhạc mình biết nốt này nốt kia, hoặc học hội họa mình biết cách pha màu, rồi biết làm sao gọi làm chủ được cái gọi là ánh sáng, rồi góc độ, rồi phân bố cái khung hình bao nhiêu, tỷ lệ bao nhiêu. Buổi đầu mình mới học cái đó thôi, nhưng mà về lâu về dài khi mình đã trở thành một họa sĩ, một nhạc sĩ thực thụ nha, thì lúc đó là cái cảm nhận của mình nó hoàn toàn không giống như cái cô cậu học trò, tức là chính mình á, trước đây mấy năm trước, mà lúc bây giờ một họa sĩ thực thụ, họ cái cảm nhận của họ trong thiên nhiên nó ngộ lắm, mà ngay cái lúc họ pha màu họ quên mất sư phụ, lúc đó họ thuần túy họ xài kinh nghiệm của họ thôi, còn cái lời của sư phụ ngày xưa đó bây giờ là nếu nó mất cũng không đúng, mà nó còn cũng không đúng. Bởi vì sao? Vì cái gọi là mất không đúng là bởi vì cái lời sư phụ xưa nó đang là cái nền cho cái kinh nghiệm bây giờ, nhưng mà nói rằng còn cũng không đúng là bởi vì bây giờ rõ ràng trong đầu của người họa sĩ mà thực thụ tu này nè, lúc bây giờ nó là họ thấy rõ ràng đó là kinh nghiệm mới nhất của họ, làm sao có bóng dáng thầy trong đó được, nhớ nha. Cho nên buổi đầu chỉ là sự lặp lại cái điều mình được nghe từ người khác, điều mình được đọc từ kinh sách, nhưng mà dần dần á, là mình sẽ quan sát cái sự vô thường đó bằng cái phản xạ tự nhiên của niệm và tuệ, nhớ nha. Khi học giáo lý thì ta có thể quan tâm đến rất là nhiều loại tâm, nhưng mà trong thực tế tu hành á, thì hành giả tu tâm quán niệm xứ chỉ nên làm đơn giản mọi sự bằng cách lưu ý đến hai thứ tâm thôi, đó là tâm chủ và tâm khách. Tâm chủ là gì? Thí dụ như bây giờ mình đang theo dõi hơi thở, thì những cái tâm nào mà nó xuất hiện trong lúc đang theo dõi hơi thở, hoặc là mình đang đi kinh hành, hoặc mình đang làm việc, nói chung mình đang theo dõi đại quay nghi, tiểu quay nghi, hoặc là mình đang theo dõi hơi thở đó ha, thì lúc đó có cái tâm nào xuất hiện đó thì mình gọi đó là tâm chủ, nói nôm na như vậy. Còn tâm khách là sao? Tâm khách tức là những cái tâm nào mà nó do cảnh bên ngoài đập vô. Trong rừng có nghe kịp không ta? Trong rừng có nghe kịp không? Ở đây ngày mô cốc ngày phân hai tâm thôi, tâm chủ và tâm khách. Tâm chủ là bây giờ tôi đang theo dõi hơi thở nè, mà nó có cái gì khó chịu tôi biết đây là tâm sân nha, hoặc là nếu mà tôi biết đây là thọ khổ nha, thì cái đó là gọi là cảnh 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 chủ. Còn cảnh khách là tôi nghe cái đùng bên ngoài, hoặc có cái mùi ai chiên xào hoặc là có một cái tiếng lạ gì đó, hoặc có một cái gì gì đó để tôi nhìn á, có cảnh sáng ở đâu nó lóe ngang mắt của tôi chẳng hạn, nó buộc tôi phải chú ý, thì đó gọi là khách, cái là cảnh khách. Mà tâm biết cảnh khách gọi là tâm khách, mà tâm biết cảnh chủ gọi là chủ. Cái chủ khách đây là không có trong kinh, mà cái này là do cái kinh nghiệm của ngài ngài bài đó, cho mình thấy dễ nghe dễ hiểu và dễ làm thôi nha nha. Cho nên ở đây đó là hành giả chỉ quan điều đây là tâm khách và tâm chủ. Tâm khách là tâm biết các cái trần cảnh từ bên ngoài, như những gì ta thấy nghe ngửi nếm đụng, và những loại tâm đi kèm với chúng là tham sân si hoài nghi phóng dật. Còn tâm chủ ở đây là cái tâm nào mà nó gắn liền với cái hơi thở, nó diễn ra trong lúc chúng ta đang thở ra thở vô. Nói gọn cho dễ hiểu thì tâm làm việc với hơi thở cũng được gọi là tâm chủ.
tâm hơi thở này có vào có ra, đó là sự vô thường của sắc pháp. Tâm ghi nhận hơi thở vào ra ấy cũng vô thường theo. Mà tâm ghi nhận hơi thở ra vào không phải là tâm ghi nhận, xin lỗi, tâm ghi nhận hơi thở vào không phải là tâm ghi nhận hơi thở ra. Mà cái tâm mà biết cái hơi thở ra nó không phải là cái tâm biết cái hơi thở vô. Có bị có phân biệt được cái này không ta? Hành giả phải thấy rõ. Tâm biết hơi thở vào không phải là tâm biết hơi thở ra. Rồi cái thứ hai, hơi thở là sắc mà tâm biết là danh. Nhớ cái đó, mà hồi đầu đó mình học như két, nhưng mà về lâu dài mình sẽ quên thầy, quên bạn, quên sách, quên kinh, để mình thấy một chuyện thôi. Tâm mà thở, tâm mà biết cái hơi thở ra nó không phải là cái tâm biết hơi thở vào hồi nãy. Cái tâm mà biết hơi thở vào hồi nãy bây giờ nó mất tiêu rồi, nó mất không để là một chút dấu vết nào hết. Cái tâm mà biết hơi thở vào nó không phải là cái tâm biết hơi thở ra, và cái tâm hơi thở ra nó không phải là cái tâm biết hơi thở vào. Và cái hơi thở nó chính là sắc pháp, nó chính là vật chất. Mà cái tâm biết nó chính là danh pháp, chính là tinh thần, chính là tâm linh, chính là tư tưởng, chứ nó không phải là sắc, không phải là vật chất. Nhớ nha. Mà tại sao cái này trong room này ai cũng biết, mà tại sao tôi nhắc đi nhắc lại hoài, là bởi vì bây giờ thì các vị thấy nó không có gì hết, nhưng một ngày nào đó các vị sẽ thấy ồ, thì ra cái gọi là Lê Văn Tèo á, là nó là chỉ là một cái sự tổng hợp của vô số cái rời rạc. Cái trước không phải là cái sau, cái trước phải mất hẳn, phải dứt sạch, hoàn toàn vắng mặt, cái sau mới có mặt. Nhớ nha, cái trước phải vắng mặt hoàn toàn thì cái sau nó mới có mặt. Rồi cái sau này nó phải mất để cho cái sau nữa 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 nó mới có mặt. Như vậy thì cái gọi là tôi hồi đó giờ tôi tưởng lầm là Lê Văn Tèo đó, thật ra nó là sự ghép nối của những thứ mà mong manh phù du có mặt trong từng tích tắc tích tắc đó. Và tôi nhắc lại một lần nữa là không biết đạo thì mình thấy rằng á, là thân thanh tâm này á, nó, và cái tôi nó giống như là cái quan hệ giữa cái cây và cái bóng, tức là có cái cây riêng rồi có cái bóng cây riêng, hoặc là giống như là cái hộp nút áo mà nằm trong cái hộp, nằm trong cái rổ mai, mình nghĩ là hộp rổ mai là riêng, cái hộp nút áo là riêng. Cũng giống như mình thấy tôi là riêng và cái nỗi khổ niềm đau là riêng, tôi bị đau răng cũng là cái tôi riêng, rồi cái đau răng nó là một cái gì đó của cái tôi, nó là cái gì đó nằm trong cái tôi, như là hộp nút áo nằm trong cái rổ mai. Không phải, cái đó không phải. Phải quán chiếu danh sách thấy rằng chiếc xe không phải là đống phụ tùng, mà đống phụ tùng cũng không phải là chiếc xe, mà chiếc xe nó chính là đống phụ tùng được ráp lại một cách hợp lý để có thể vận hành trên đường. Thì cái lúc đó, cái đống phụ tùng lúc bấy giờ trong hoàn cảnh, trong điều kiện, trong trường hợp đó được gọi là chiếc xe. Bây giờ đem ra tháo rời từng món thì cái đống phụ tùng đó không còn gọi là chiếc xe nữa. Chiếc xe nó không thể tách rời đống phụ tùng, và đống phụ tùng không thể tách rời chiếc xe. Hai khái niệm này vốn nuôi dưỡng cho nhau, chính cái này nó quy định cái kia nha. Cho nên bỏ đi cái cơn đau. Bây giờ tôi đang nói chuyện, bây giờ tôi đau quá này đó. Thì cái cơn đau này nè, một lát nữa nó sẽ mất. Và trước khi mà có cơn đau này thì tôi rất là dễ chịu, bởi vì tôi cảm nhận được một cái làn gió mát từ ở ngoài, ngoài hồ nước nó thổi vô tôi mát dữ lắm nha. Thì lúc đó là cái mát đó nó đang có mặt, cái lạc thọ nó có mặt, và tôi cảm nhận cái mát đó bằng tâm tham. Bây giờ cái mát đó nó không còn nữa, mà bây giờ tôi thấy đau quá đau rồi. Từ lúc bây giờ cái mát hồi nãy, cái dễ chịu hồi nãy đã phải biến mất hoàn toàn. Bây giờ nó qua cái đau, và cái thân của tôi đang có vấn đề, và cái tâm mà biết cái thân đó, nó cũng có vấn đề. Cái thân nó đau thì cái tâm mà biết được nó cũng là tâm sân đó. Như vậy thì cái sự dễ chịu và cái tâm tham hồi nãy nó đã biến mất, nó nhường chỗ cho cái sự khó chịu và tâm sân lúc này. Như vậy thì cái Lê Văn Tèo hồi nãy mà nó dễ chịu đó, nó đã chết ngắt rồi, nó đã khuất bóng rồi. Bây giờ là đã lê đến thằng Lê Văn Tý nha. Tại vì mình không có học đạo, không thành đạo, cho nên mình tưởng là thằng Tèo trước sau nó sống đời đời nha. Cái đó không đúng. Cái...
Nghĩa là cảnh đề mục vô thường và tâm ghi nhận đề mục đó cũng vô thường. Cái vô thường này quan sát cái vô thường kia. Dù muốn dù không thì hơi thở vào ra cũng liên tục có mặt ở thân này, nên tâm làm việc của chúng cũng được gọi là tâm chủ. Còn tâm khách là những thứ tâm lúc có lúc không. Chúng ta mới nghe kịp không ta? Cái tâm mà nó gắn liền với hơi thở mình nó được gọi là chủ, là bởi vì nó có liên tục. À, nó diệt sanh diệt sanh diệt lúc nào nó còn. Cái tâm mà tâm khách là lúc có lúc không, ví dụ như con mắt của mình nó phải lúc nào mình cũng thấy, lỗ tai mình nó phải lúc nào nó cũng làm việc, cho nên nó được gọi là khách. À, những thứ mà ta có thể mời mọc hoặc chối từ, chính vì vậy những tâm này được gọi là tâm khách, là bởi vì những tâm này ta có thể mời mà mọc hoặc chối từ trước đó. Riêng tâm chủ là cái thường trực với mình. Nói vậy, nếu hành giả tinh tấn có niệm có tuệ đủ mạnh thì không lúc nào là không có việc để làm. Nhớ nha, cái này hôm qua tôi nhớ tôi có nói rồi. Chỉ cần mà quý vị trong râm là một hành giả tinh tấn mà bậc thượng đó, thì quý vị không có thời gian vào đây để mà nghe đâu. Vì sao? Vì ở đây ta đã nói rồi. Nếu hành giả có tinh tấn, có niệm tuệ đầy đủ thì không lúc nào là không có việc để làm, không lúc nào thiếu cảnh để quan sát, không cần phải đi kiếm thêm ở đâu hết. Ngay cả việc lần chuỗi cũng là kiếm chuyện để làm. Mà lẽ ra thì hơi thở của mình, cảm giác của mình, tâm trạng của mình đã quá thừa để cho mình gọi là quan sát. Nó chiếm hết tâm trí của mình, thì cái chuyện mà đưa ngón tay ra để mà ngồi mà đếm mà lần từng hộp đó, thì coi như mình thuộc về quá quở. Ăn cơm nhà mà vác nhà voi, việc nhà thì nhát mà việc bác thì xiên, là vậy đó nha. Ngay cả khi ta ngồi yên một chỗ, sống riêng một mình, đang tập chú vào một việc, thì các tâm thiện ác cũng liên tục xuất hiện cho ta tha hồ quan sát, lúc thiện lúc ác, lúc buồn lúc vui, lúc chủ lúc khách. Nếu hành giả không sao lãng công phu thì trong vài giờ ta đã có thể quan sát đầy đủ cái gọi là diện mạo thật sự của danh sắc. Chúng không là gì ngoài ra tam tướng. Và đối với hành giả thì còn cái thứ tư để lưu tâm ngoài tam tướng, đó chính là đạo đế. Hành giả biết rằng đây là tham, đây là sân, đây là si, đây là vô thường, đây là khổ, đây là vô ngã, và đây nè là năm chỉ đạo, đây là thất giác kỳ, đây là bát chánh đạo, đây là năm quyền. À, định giả biết, tức là ngoài cái chuyện mà ghi nhận tam tướng, hành giả còn biết rõ đây là đạo, đây là tập đế, đây là đạo đế nha. Đạo, tập đế là đường dẫn luân hồi, mà đạo đế là đường dẫn giải thoát. Hành giả biết rõ lúc nào ta đang sống trong phiền não, lúc nào ta đang sống trong đạo đế hay tập đế. Có một điều nghe qua rất bình thường nhưng lại vô cùng quan trọng, đó là hành giả tu tập tuệ quán, dầu với niệm xứ nào cũng không nên có lòng mong đợi. Mong đợi cái này mất đi, mong đợi cái kia xuất hiện, mong khổ đi lạc đến, phong mong phiền não mất để thiện tâm xuất hiện, mong hết phàm để thành thánh. Các vị nghe kịp không? Alo, nhớ chỗ này nha, nhớ chỗ này nghe. À, là hành giả tu tập tuệ quán không nên có cái lòng mong đợi, mong cái này mất đi nè, mong cái kia xuất hiện, mong khổ đi lạc đến, mong phiền não mất để thiện tâm xuất hiện, mong hết phàm để thành thánh. Hãy có cái mong đó là chết rồi. Là vì sao? Là vì anh vốn dĩ không có đủ thời gian để mà mong cái này mà lánh cái kia. Bởi vì anh có theo dõi hơi thở, anh mới biết nó cứ ra vô liên tục. Anh có theo dõi cái cảm giác, anh mới biết là nó luôn luôn có mặt, không cảm giác này cũng cảm giác kia. Anh có theo dõi cái tâm quán niệm xứ, anh mới biết cái tâm anh không có tâm trạng này thì cũng có tâm trạng khác. Thì làm sao ngoài cái việc mà theo dõi đó, anh còn có tâm ý nào để trông chờ? Mà anh càng trông chờ thì nó càng hỏng việc. Nhớ nha, thiền quán đại kỵ cái sự trông chờ, bởi vì trông chờ nó chỉ làm cho mình hỏng việc. Nói một cách khác cũng giống như là một cái người mà cua rơ mà đua xe đạp trên đường đua đó. Đúng là anh nào có mặt trên đường đua thì cũng phải mong là mình về đến đích sớm để mà đoạt giải, đúng không? À, nhưng mà nói vậy thôi, chứ còn trong lúc anh đang chạy là anh phải chú ý đến rất là nhiều chuyện. Anh không có nên nghĩ nhiều đến giải thưởng nha. Anh cứ lo anh nghĩ đến giải thưởng, rồi anh cứ lo nghĩ đến những cái tràng pháo tay, rồi anh sẽ được đài truyền hình báo chí phỏng vấn là chết cha anh rồi, anh nhớ không? Anh phải chạy cẩn thận, anh coi trước mặt anh, bên cạnh anh, chung quanh anh, và biết đâu có cái thằng khùng nào đó nó chạy xe tải ngược chiều. Yeah, nó có trường hợp đó nữa nha. À, cái coi James Bond thì biết, trong đó có cái tin nào tôi quên mất rồi, mà nguyên một cái đoàn
Quora đang chạy trên một cái đường núi, thì lúc đó James Bond từ ở dưới núi anh giọt lên. Tôi coi cái đó mà tôi mất thở luôn, tôi hết hồn á, tôi tiêu tiêu mà hên. Là tài xế thì dĩ nhiên phim mà kịch bản nó diễn theo cái kịch bản, nhưng mà mình cũng hết hồn chứ. Thì coi như là cái cuối cùng thì chiếc xe hơi mà ngựa kiều nó lách được cái đoàn đua này, nhưng mà cái đoàn đua nó khổ quá kinh hoàng đi, cho nên khi mà cái chiếc xe đó nó qua khỏi rồi, tự cả bầy mấy chục mạng đồng ngã rạp xuống, nghĩa là họ nãy họ trụ được là trong cái cơn thảng thốt mấy second, mấy tích tắc thôi. Chứ khi mà chiếc xe kia đi rồi là cả đám nó rạp xuống, là vì sao? Là bởi vì họ quá sợ. Cái chuyện là chuyện rùi bu, tôi đang trở lại vấn đề đó là một coureur trên đường đua đồng ý, trong thâm tâm biết rằng ta đang hướng đến đích, đang hướng đến giải thưởng, đang hướng đến cái sự vinh quang trong cái những ngày tháng đua xe. Tuy nhiên biết để là biết vậy thôi, trong lúc mà đang gọi là đang điều khiển trên đường chưa tới đích, thì họ phải chú ý trước sau và quan sát mọi sự có thể, những cái bất trắc có thể xảy ra trên đường lúc này hoặc là 2 giây 3 giây nữa nha. Thì lúc đó mà cứ ăn, cứ vừa chạy em cứ lo nghĩ chuyện mà lên bục mà lãnh giải là chết rồi nha, không có được nha. Ừ. Hoặc là bà mẹ mà đang lễ gai cho con, thương con lắm, thương lắm, và trong đầu lúc nào cũng nghĩ đủ cái chuyện, làm cái gì, nấu gì cho con ăn, mua cái gì cho con mặc, rồi sắm cái này cho con xài, sắm cái kia cho con xài, lúc nào trong đầu cũng nghĩ tới con. Tuy nhiên lúc mà đang gỡ tháo lên lễ gai cho con thì phải dốc toàn tâm toàn ý lấy cho bằng được cái gai nó ra. Thì lúc đó mà lo nghĩ vẩn vơ là chiều nay cho nó ăn cái gì thì mặt đất nó đau lắm nha, đau lắm. Cho nên phải chuyên, phải tập chú chuyên tâm vào cái chuyện mình đang làm. Cho nên là hành gia tu tứ niệm xứ là đại kỵ cái chuyện mong đợi, mong cái này mất đi, mong cái kia xuất hiện là không được. Tiếp theo cái chữ ehi pasiko ở trong mấy cái hồng danh pháp bảo đó là ehi pasiko là thách thức thử nghiệm. Một trong những đặc điểm của Phật pháp đó, thì có nhiều nghĩa lắm. Cái chữ ehi pasiko nghĩa thứ nhất là Phật pháp luôn sẵn sàng để được chứng nghiệm, người càng hiểu biết nhiều thì sẽ càng tin lời Phật. Cái nghĩa thứ hai của từ này là toàn bộ hành trình tu tập chỉ là hành trình quan sát để thấy, và chứng thánh cũng chỉ là sự nhìn thấy nhưng ở mức độ rốt ráo hơn phàm phu. Suốt thời gian tu tập tuệ quán, hành giả học nhìn danh sắc, còn thấy được bao nhiêu thì tùy người và tùy lúc. Mai kia chứng thánh rồi thì cái thấy mới hoàn chỉnh hơn, và nó mới thật sự là cái thấy của mình. Còn trước đây cái thấy đó chỉ là cái thấy vay mượn từ sách vở, từ thầy bạn, từ người khác, từ những gì mình đọc và nghe thấy mà thôi. Ok, bây giờ là 11 giờ kém, 11 giờ kém. Gặp lại các vị ngày mai. Các vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều mộng đẹp. जरापि दुःखा मर संवयो दुःखे
vipayogo dukho yam picham no labhati tam pi dukham sankhitte panchupadana khandha dukha. Idam khopana bhikkhave dukkha nirodham ariya satyam yotasayeva tanhaya asesa viraga nirodha chago pati nissaggo mutti analayo idam khopana bhikkhave. Idam khopana bhikkhave dukkha nirodhagamini patipada ariya satyam ayameva ariyo atthangiko makko seyathida.